Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện Linh dị Cửu Long Chéo Quang của tác giả Vũ Độc Linh Hồn Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube Thích Nghe Truyện 247 Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn ngạo phong thà rằng a lê quên đi cậu ấy nhưng cậu ấy biết rằng chỉ cần bầu trời còn trăng sáng thì cậu vẫn sẽ luôn ở trong trái tim a lê đôi khi cái chết lại là một cách giải thoát nhưng những người còn sống lại định sẵn không thể giải thoát lời nói của bạch hổ khiến ngạo phong do dự không thôi cậu muốn sống không phải vì bản thân mà vì a lê thế nhưng cái giá của sự sống lại là phản bội lại ma đạo sau khi dung hợp sát khí tâm trí của cậu sẽ không còn do cậu khống chế nữa cậu sẽ trở thành kẻ thù của ma đạo cậu của dáng vẻ này chắc chắn sẽ khiến A Lê vô cùng thất vọng. Cậu nên khiến cô ấy thất vọng hay nên khiến cô ấy vì cậu mà thương tâm cả đời đây? Thời gian của ngươi không nhiều, hy vọng ngươi có thể nhanh chóng đưa ra quyết định. Thần thú bạch hổ hối thú, thà chết vinh còn hơn sống nhục, ngạo phong kiên định trả lời. Câu trả lời của ngạo phong hiển nhiên vượt quá sự mong đợi của thần thú bạch hổ, nó im lặng một lúc rồi hỏi, sao thế, lẽ nào ngươi không muốn ở bên người mình yêu mãi mãi sao, dù cô ấy có tội nghiệt đầy mình đến đâu, thiên đạo cũng sẽ xã miễn cho cô ấy, các ngươi sẽ cùng nhau trường sinh ở quốc đô thiên đạo. Lời nói của thần thú Bạch Hổ khiến Ngạo Phong trong lòng sinh ra một chút ảo tưởng, nhưng rất nhanh đã bị cậu ấy xóa sạch khỏi đầu. Bởi vì thiên đường ở bên trái, ma đạo ở bên phải. Đệ tử ma đạo không bao giờ ghen tị với thiên đạo, ngay cả khi bọn ta có rơi vào địa ngục vĩnh cửu. Ngạo Phong đáp lời, ngươi cư nhiên không sợ chết, vậy ngươi không sợ sau khi ngươi chết cô ta sẽ đau lòng một đời sao? Thần thú Bạch Hổ sửng sốt một lát, trong mắt hiện lên một tiêu oán hận ta đương nhiên không muốn cô ấy vì ta mà đau lòng nhưng ta càng sợ cô sẽ thương tiếc cả đời hơn là chết tâm nếu ta không còn là đệ tử ma đạo mới thật sự làm cô ấy đau lòng ngạo phong nếu ngươi đã ngoan cố như vậy vậy để ta nuốt chừng long hồn của ngươi biến nó thành năng lượng vô tận để đền bù cho việc các ngươi xâm phạm bạch hổ giới nói xong thần thú bạch hổ đột nhiên hóa thành thú thể một con hổ trắng như tuyết xuất hiện đứng trước núi thánh ma gầm 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 Thần thú bạch hổ gầm lên ba tiếng liên tiếp, đất đá từ núi Thánh Ma lăn xuống lông lốc, khiến ngọn núi rung chuyển dữ dội. Thần hồn của ngạo phong ẩn giấu bên trong núi Thánh Ma, nếu muốn nuốt chửng thần hồn của cậu ấy, trước tiên phải ép thần hồn của ngạo phong ra ngoài. Với ba tiếng hổ gầm, thần hồn của ngạo phong buộc phải rời khỏi núi Thánh Ma và lơ lửng trong không trung. Ngay sau đó, bạch hổ lao về phía bóng hình hư ảo của thần hồn của ngạo phong, định xé nát cậu thành từng mảnh rồi nuốt chửng lấy, hấp thụ sức mạnh ý chí của ngạo phong đúng vào lúc này toàn bộ bạch hổ giới đột nhiên bắt đầu dung chuyển kịch liệt một cô ý chí thần niệm lớn mạnh kèm theo sát ý chưa từng có xuyên qua tầng tầng lớp lớp sương mù lao đến từ phía đông sát ý đến từ một thanh đao thần thú bạch hổ cảm nhận được sức mạnh hủy diệt từ thanh đao đó có thể xé toạc toàn bộ bạch hổ giới sự nghi ngờ cùng cảnh giác của nó tăng lên cao không còn quan tâm đến việc nuốt trưởng thần hồn ngạo phong nữa mà tập trung tinh thần cảnh giác nhìn về phía đông kẻ đến là một người phụ nữ mặc đồ đen cùng với đó là một luồng đao quang đầy sát khí. Đao quang chém xuyên qua khoảng không và xé toạc màn xương hỗn độn. Trong khoảnh khắc người phụ nữ đồ đen xuất hiện, Bạch Hổ chợt nhớ tới một truyền thuyết, truyền thuyết về phá quân hộ pháp thiên tôn của Ma đạo. Chương 1351, phán quyết chính nghĩa. Truyền thuyết kể rằng phá quân hộ pháp thiên tôn Ma đạo đã tạo ra một bộ kiếm pháp vô song cái thế, tên là Thiên Địa Giao Tranh M Dương Lưỡng Đoạn. Với bộ đao pháp này, đã đánh bại vô số kẻ thù mạnh mẽ trong đời thậm chí trong đạo tàng còn để lại bình luận, gọi bà ấy là đệ nhất sát thần trong trận chiến phong thần trước đây. Sau cái chết của ma đạo tổ sư, phá quân sách đao đi xuống MT, dùng một chiêu quy nguyên tịch tà chém đôi dòng sông Vong Xuyên. Tất nhiên, những truyền thuyết này không có gì đáng nhắc tới trước mặt bạch hổ hùng mạnh này. Sức mạnh do tứ linh chấn thiên điều khiển vượt xa phạm vi hiểu biết của đạo tàng, đừng nói là phá quân hộ pháp thiên tôn, ngay cả ma đạo tổ sư năm đó cũng trong mắt bọn chúng thì cũng chẳng khác sâu bọ là bao trước khi lần này đến nhân gian thần thú bạch hổ đã đánh giá nghiên cứu chi tiết chiến lược ở nhân gian dù là ma đạo nhân đạo tiền đạo hay là mt lực chiến đều trong sự kiểm soát của nó người phụ nữ trước mặt nó lại đến từ đâu ngoài ra tại sao thanh đao trong tay cô ấy lại có sát tính cao như vậy sau khi suy nghĩ một lúc thần thú bạch hổ đã đoán được danh tính của người phụ nữ này nhân tộc người chính là người thủ hộ nhân tộc tạo huẩn thần thú bạch hổ lên tiếng hỏi sai rồi Tạ Uẩn trả lời, ngươi chính là Tạ Uẩn. Bạch Hổ lần nữa khẳng định, ta là Tạ Uẩn, nhưng thân phận của ta hôm nay không phải là người bảo vệ nhân tộc. Nếu không phải là người bảo vệ nhân tộc thì là gì? Đệ tử Ma Đạo, Tạ Uẩn vừa nói vừa chậm rãi đi đến trước mặt Ngạo Phong, truyền một luồng sinh mệnh của rồng đỏ vào bóng ảnh thần hồn của cậu ấy. Long Nguyên sinh mệnh được côn trao cho nhân tộc, nhưng Tạ Uẩn đã không chút ngần ngại mà trao tất cả cho Ngạo Phong. Sau khi được truyền sinh mệnh từ Long Nguyên, thần hồn vốn đã bị tách mảnh của ngạo phong ngay lập tức được phục hồi, cả linh thức cũng vậy. Sau đó tạo ẩn nhìn cũng không nhìn thần thú bạch hổ, nhìn ngạo phong hỏi, ngạo phong, nguyên phượng tổ sư ở đâu, cả thủy kỳ lân nữa. Cơ thể của họ đã bị sát linh nuốt chừng, thần hồn của họ cũng bị diệt rồi, hai cỗ huyền quan va chạm, biến thành huyết hỏa cùng lửa, thiêu dụi đại quân sát linh của thần thú bạch hổ. Giọng điệu của ngạo phong vô cùng bi tráng nhưng cũng tràn ngập nỗi buồn, lại vô cùng tự hào. Tạo uẩn sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia thống khổ đau xót sau đó cố gắng điều giọng bình tĩnh tiếp tục hỏi ý chí của bọn họ thì sao ý chí cũng đã tiêu tán vào đất trời nhưng núi thánh ma đã hấp thụ được một phần từ hậu hà sở ký thác thể đồng sơn a sao sao sau khi chết còn có thể đi đâu về đâu đành gửi thân xác nào vào non nước ý chí của nguyên phượng và thủy kỳ lân lẽ ra đã phải tiêu tán giữa trời đất nhưng trong phần máu tươi còn sót lại trên đỉnh núi thánh ma vẫn sót lại một ít ý chí yếu ớt máu kỳ lân và máu phượng hoàng thấm vào trong núi thánh ma ý chí dung hợp với núi thánh ma rồi được bảo tồn lại bây giờ ta sẽ mở huyệt thần đình đem ngươi cùng với núi thánh ma hút vào bên trong đợi ngươi trùng tụ long thể sau đó ta sẽ thả ngươi ra không được tạ thủ hộ ta muốn ở lại cùng ngươi thu phục bạch hổ ngạo phong nói không cần trận chiến tiếp theo đây ngươi không được can thiệp cho dù đạo tổ của chúng ta có đến thì cũng không thể nhúng tay vào tại sao ngạo phong hỏi bởi vì ta dự định chỉ xuất một chiêu thức, và lại một đao này tuyệt đối không thể để người ngoài nhìn thấy, cũng không ai có thể nhìn thấy được. Nói xong, tạo ẩn trực tiếp mở ra huyệt thần đình. Ngay khi huyệt thần đình của tạo ẩn vừa mở ra, Ngạo Phong lập tức cảm nhận được một sức hấp dẫn to lớn và không thể cưỡng lại được. Ngay sau đó, cậu ấy cùng núi thánh mà bị hút vào dòng thời không hỗn loạn, năm giác quan trong thoáng chốc hỗn loạn, Ngạo Phong phát hiện mình đang ở một thế giới cực kỳ quen thuộc mọi thứ ở đây đều giống với quy khư ngoại trừ việc không có núi bất chu nhìn thấy điều này ngạo phong trong lòng vô cùng thắc mắc cậu ấy nghĩ kiểu gì cũng không hiểu được tại sao huyền quan của tạ uẩn lại là thế giới nhỏ quy khư chứ ngay khi ngạo phong đang thắc mắc núi thánh ma đã hạ cánh xuống nơi ban đầu vốn thuộc về núi bất chu mặt đất bên trong huyền quan dung chuyển dữ dội khói bụi khắp nơi nước biển tứ phía dân trào tạo thành những đợt sóng lớn lúc này ngạo phong xuất hiện ảo tưởng tựa thể núi Thánh Ma đã thế chỗ cho núi Bất Chu. Sau khi núi Thánh Ma yên vị đáp đất, giọng nói của tạo ẩn truyền đi bên trong huyền quan. Ngạo Phong, Ma ý trong núi Thánh Ma ngươi có thể dùng nó để trùng tụ long thể, nhưng ta e rằng ngọn núi này sẽ phải ở lại đây mãi mãi rồi. Ý chí của Yến Tháp và Hy Hòa đều ở trong núi Thánh Ma, từ nay trở đi, ngọn núi này sẽ là ngọn núi Thánh của ma đạo chúng ta. Sau khi nghe được lời này của tạo ẩn, Ngạo Phong vốn còn đang dối rắm chợt bừng tỉnh, trong lòng đã có câu trả lời. Bên ngoài huyền quan, ánh mắt tạo ẩn dán chặt vào thần thú bạch hổ. Kể từ khi tạo ẩn hiện thân và mở thần đình để thu ngạo phong cùng núi thánh ma vào, thần thú bạch hổ vẫn luôn âm thầm theo dõi nhưng chưa hề phát động đòn đột kích nào. Không phải là nó không muốn đục nước béo cò, mà là mỗi khi nó muốn ngưng tụ sát ý, đáy lòng nó đều sẽ ớn lạnh một đợt vì ánh đao trong tay tạo ẩn. Điều này khiến nó vô cùng ủ rũ cũng vô cùng phẫn nộ. Nơi đây là bạch hổ giới, có thể ở trong thế giới của nó xưng vương xưng bá như vậy, tuyệt đối là đại địch sinh tử của nó trước khi nắm rõ con át chủ bài của kẻ thù nó tuyệt đối không được hành động hấp tấp nhìn chằm chằm bạch hồ một hồi tạo ẩn thở dài một hơi tại sao lại than ngắn thở dài thần thú bạch hồ hỏi nếu nguyên phượng và thủy kỳ lân không chết ta sẽ không giết ngươi cùng lắm chỉ phong ấn thần hồn của ngươi đáng tiếc ngươi ra tay cũng quá tàn nhẫn rồi ngươi giết được ta sao giết ngươi ta chỉ cần chém một đao ta không tin có người có thể giết ta chỉ bằng một đao cho dù thái sơ tử thần đích thân ra tay, thì cũng không thể một đao giết được ta. Xét về sức mạnh, ta tất nhiên không bằng thái sơ tử thần. Tuy nhiên, một đao này của ta, người quả thực không thể tiếp được. Tại sao? Bởi vì nơi đây là nhân gian, thiên đạo có phán quyết ngày tận thế, thì nhân gian cũng có phán quyết của chính nghĩa. Tạo ẩn trong lúc canh giữ Thủy Hoàng Lăng, sau khi hoàn toàn hấp thụ và luyện hóa ý nghĩa thâm sâu của chiêu đao thiên địa giao tranh M Dương Lưỡng Đoạn, với tư cách là người bảo vệ nhân tộc, cô đã kết hợp với tư tưởng thiên thời, địa lợi, nhân hòa mà lĩnh ngộ được đao pháp cuối cùng. Thiên địa chi gian hữu nhân tồn, chính nghĩa tài quyết. Sao giữa đất trời còn có người sống, phán quyết chính nghĩa. Sau khi hét lớn lời sấm ngữ này, tạo ẩn tung một đao chém về phía thần thú Bạch Hổ. chương 1352, chặt đứt thời quang một. Tạo ẩn nói, cô ấy sẽ chỉ suốt một chiêu, mà chiêu này tuyệt đối không thể để người ta nhìn thấy, cũng không một ai có thể nhìn thấy. Thiên đạo có ngày phán xét tận thế, nhân gian cũng có phán quyết chính nghĩa. Hai cái tên tuy khác nhau thế nhưng lại có chung một hậu quả, đó là hủy diệt tất cả. Một đao này tạo ẩn chém ra, sấm sét vọng khắp chín tầng trời, cửu địa cũng rền vang. Chư thần trên thiên đình đều kinh ngạc, không biết chuyện gì đã xảy ra. Trên đài quan tinh, Tử Dục tay cầm thanh kiếm ngàn vạn tinh quang, dùng mệnh bàn tử vi tinh để dò xét. Kết quả trước khi tinh bàn được hoàn tất, tử vi tinh đầu đã hỗn loạn. Tiếp đó ánh sao vô tận bị sức mạnh ngũ hành trong đêm tối ảnh hưởng, chảy về phía tây nhân gian. MT cũng chìm trong cảnh hỗn loạn, sau khi châu khất chết đi, mặc dù MT đã ổn định được loạn cục nhưng khí số cũng giảm sút vô cùng. Ngay cả khi có hắc long chấn ngục, lại thu được một huyền vũ khiến 18 tầng địa ngục phải kinh sợ, khí số của MT vẫn mờ mịt như cũ. Khoảnh khắc ánh đao của tạo ẩn rực sáng. Lớp khí âm u huyền ảo đã ngưng tụ trên bầu trời MT hàng vạn năm bỗng chốc được thổi bay một phần không chỉ có khí âm suy yếu, lục đạo luân hồi đại trận bên dưới thần điện U Minh cũng nhất thời hỗn loạn. Nữ đế phải dốc toàn lực mới có thể ổn định được trận pháp này. Mà lục đạo luân hồi đại trận mặc dù đã ổn định lại, thế nhưng nữ đế có thể cảm nhận rất rõ sức mạnh luân hồi thuộc về nhân tộc trong trận pháp đã suy yếu đến cực hạn. Một đao này của tạo ẩn chính là mượn ánh sáng trên thiên đình, mượn khí âm của MT, lại có thêm sức mạnh luân hồi của nhân tộc trong lục đạo luân hồi đại trận, quả thực là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Chẳng trách mà cô ấy nói bản thân chỉ xuất một đao duy nhất. Chỉ bằng một đao này đã khiến khí số của thiên đình, nhân gian và ti tụt dốc không phanh, đao pháp như vậy nếu xuất thêm vài chiêu nữa thì có lẽ tam giới nhân gian đều phải hủy trong chính tay cô ấy rồi. Có lẽ tu vi của tạo ẩn chẳng thể so sánh với bạch hổ thần thú, thế nhưng đúng như những gì cô ấy đã nói, nơi này là nhân gian. Giữa trời với đất còn có người, tạo ẩn dùng thân phận người thủ hộ của nhân tộc, cô ấy tuyệt đối đủ tư cách chém ra một đao tuyệt diệu tước đoạt đi vinh quang trói lọi của cả ba cõi thiên, địa, nhân. Vương quốc của Bạch Hổ một là một cõi mênh mông, những gì bị sương mù hỗn loạn che phủ kỳ thực chỉ là một mảnh hoang tàn. Một Bạch Hổ giới, không có bốn mùa luân chuyển, không có cây cỏ thực vật, cũng chẳng có mưa gió sấm sét, ngoại trừ tà khí và oán linh, nơi này cái gì cũng chẳng có. Giờ đây tà khí đã bị yến tháp và hy hòa thiêu rụi, tất cả những gì còn lại trong vương quốc của bạch hổ chỉ là sự hoang tàn và sát khí vô biên ẩn giấu trong sương mù hỗn loạn một đau này của tạo uẩn chém ra trực tiếp xé rách màn xương lộ ra thềm trời trong xanh bên trên ánh nắng ấm áp chiếu rọi cả vương quốc không phải là ánh nắng ấm áp sưởi ấm lòng người mà là ánh hoàng hôn đỏ rực như máu vương quốc bạch hổ vốn tràn ngập sự chết chóc sau khi ánh nắng chiếu xuống khắp nơi lại nhuộm đầy huyết sắc một đau này chém ra đã hao kiệt toàn bộ đao ý trong huyền quan của tạo uẩn tất cả những biến hóa trong đao pháp cũng đã tới điểm cực hạn. Đồng thời, thứ bị cạn kiệt còn có sinh cơ và thần niệm của tạo ẩn, chiến lực của cô ấy đã chẳng còn lại gì. Mũi đao vốn dĩ hướng về phía bạch hổ, mà bạch hổ thần thú đã sớm bị đao ý của tạo ẩn khóa chặt, không thể động đậy. Ai có thể ngờ chính trong thời khắc quan trọng nhất, mũi đao lại đột ngột dừng lại. Mũi đao khẽ run rẩy, có thể nhìn thấy tạo ẩn rất muốn chém xuống, thế nhưng sức lực lại không đủ, chẳng biết làm thế nào. Bạch hổ thần thú khoác một thân đầy máu, chẳng khác nào huyết phần trên người mãnh hổ, đôi mắt vốn tràn ngập trong sợ hãi tuyệt vọng giờ đây đã lấy lại được tinh thần, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười tàn ác. Chương 1353, chặt Đức thời quang hai. Ta thu lại lời nói ban đầu, đao của ngươi chẳng hề thua kém so với Thái Sơ Tử Thần, chỉ tiếc là Bạch hổ thần thú cố ý chỉ nói có một nửa, chỉ tiếc cái gì, chỉ tiếc là ngươi so với nàng ta chẳng bằng một cái móng tay, một đao cướp đoạt khí số cả tam giới, đau này không phải thứ mà cơ thể âm linh yếu đuối của ngươi có thể sử dụng được. Kỳ thực ngươi phải cảm thấy vô cùng may mắn vì bản thân không thể chém xuống đau này, nếu không kẻ đầu tiên chết chính là ngươi. Vẻ mặt tạo ẩn chẳng chút biểu cảm, đôi mắt vẫn kiên định như cũ. Mà đau si vẫn nhắm về phía bạch hổ, mũi đau cũng không hề thay đổi, đau ý dường như bị ngưng trệ, không thể tiếp tục thi triển. Bản thân người vẫn còn sống, thế nhưng đau trong tay đã chết rồi. Một thanh đau đã chết, đương nhiên cũng chẳng có động tác nào tiếp theo, cũng chẳng còn sát cơ nữa. Bạch hổ thần thú trắng trợn tiến về phía tạo ẩn, trong mắt của nó, tạo ẩn từ kẻ thù sinh tử đã trở thành mỹ vị ngon lành nhất trên thế gian. Chẳng có gì ngọt ngào hơn việc ăn xương nuốt máu kẻ thù, đặc biệt là khi bản thân vừa thoát khỏi cảnh tuyệt vọng. Bước đi của bạch hổ rất nhẹ nhàng, động tác cũng vô cùng khoan khoái. Nó cẩn thận từng chút đến gần tạo ẩn, đôi mắt nheo lại nghiền ngấm, khẽ ngửi hương thơm ngon lành trên người tạo ẩn giống như một con mãnh hổ đang ngửi một đóa hoa hồng đầy gai. Mà ma đao si vưu trong tay tạo ẩn chính là gai của hoa hồng. Bạch hổ hít một hơi thật sâu, lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Nó ngửi thấy hương thơm của máu tươi, cũng ngửi thấy sự thuần tịnh tốt đẹp của linh hồn. Bạch hổ chủ sát, mà bất kể tạo ẩn hay si vưu đều mang trên người sát tính đồ thần diệt ma. Đồng thời tạo ẩn còn là người thủ hộ của nhân tộc, nếu cô chết đi, khí số của nhân tộc cũng theo đó mà tiêu tan thành mây khói khi đó nhân tộc sẽ không thể sinh ra một vị lãnh tụ tinh thần mới, cũng không cách nào nắm giữ vận mệnh của mình trong tay. Bạch hổ ngửi được mùi hương trên cơ thể và linh hồn của tạo ẩn, lúc này đây nó đã không thể nào che giấu được bản tính khát máu trong người mình, nó há to miệng muốn nuốt tạo ẩn vào bụng. Chính trong lúc này, tạo ẩn người từ đầu đến cuối vẫn luôn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bạch hổ bỗng nhiên mở miệng cất tiếng. Người xong đời rồi, sứt rồi, mũi đao vẫn đang ngừng lại đột nhiên có sự thay đổi thứ vốn đang đứng im là mũi đao trong tay tạo ẩn, mà thứ thay đổi lại chính là cả thế giới. Thế nhưng khi mũi đao kia bắt đầu run rẩy, cả thế giới dường như tĩnh lại. Sát khí khủng khiếp ùn ùn vây chặt lấy bạch hổ, một nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có giờ đây giống như thủy triều nhấn chìm nó. Nó muốn xoay người bỏ chạy, thế nhưng lại phát hiện cơ thể mình giờ đây đã không thể động đậy. Vạn vật trong vương quốc bạch hổ lúc này đây chìm trong tĩnh lặng, bao gồm cả chính bản thân nó. Thứ duy nhất có thể cử động chính là ma đao trong tay tạo ẩn. Hoặc có thể nói là gai của hoa hồng. Đây là loại đao thức gì? Bạch hổ chấn động hỏi. Ta không biết đây là đao gì. Ta chỉ biết rằng nếu đao này có thể xuất ra, tất cả sẽ đều phải chết. Đao của phá quân được gọi là lưỡng đoạn đao. Thiên địa giao trinh, em mờ dương lưỡng đoạn. Thế nhưng đao thức mà tạo ẩn chém ra lúc này không phải chia cắt em mờ dương, mà là thời gian. Thời gian là một con đường do vô số điểm tính tạo thành. Thứ mà tạo ẩn chém rách lúc này chính là thời gian, thời điểm đao thức viên mãn cũng là lúc tuyến thời gian bị đứt gãy, tạo thành một điểm tính. Điểm vốn không thể tách rời khỏi tuyến thời gian để tồn tại độc lập, một khi rời khỏi tuyến thời gian, thứ còn lại chỉ là sự hủy diệt. Vì vậy tạo ẩn mới nói rằng, đao này của cô ấy không kẻ nào thấy được. Tất cả những người, những vật nhìn thấy đao này nhất định sẽ bị chôn vùi cùng với ánh đao. Ta hiểu rồi, đao thức này vốn dĩ không nên xuất hiện tại nhân gian, thế nên nó cũng không nên có tên nếu như ngươi đã hiểu rõ, vậy thì cũng đã đến lúc kết thúc tất cả rồi. Mũi đao run rẩy xuyên qua cơ thể của Bạch Hổ, thân thể khổng lồ của nó cùng với vương quốc Bạch Hổ nháy mắt liền sụp đổ tan tành. Rất lâu rất lâu sau đó, khi tạo ẩn thu hồi thanh đao, trên thân đao bỗng nhiều thêm một đạo minh văn khắc hình Bạch Hổ. chương 1354, Lại Cực Huyền Quan một Thiên nhiên và con người hợp nhất là một loại cảnh giới. Nó không chỉ đơn thuần đề cập tới võ đạo hay tu vi đạo Pháp. Bất kể người nào, hoặc là nói bất kỳ sinh mệnh nào khi ở cảnh giới hợp nhất thiên nhân này đều sinh ra một loại ảo giác rằng thời gian đang ngừng trôi. Ví dụ như cái gọi là Thái Sơn có sụp trước mắt thì sắc mặt cũng không đổi, lại ví dụ như đại tượng vô hình, đại âm vô thanh. Đương nhiên đối với hầu hết mọi người mà nói, ảo giác vĩnh viễn chỉ là ảo giác, bởi vì thời gian vốn dĩ không thể dừng lại. Thế nhưng, đao này của tạo ẩn tuyệt đối không phải ảo giác. Tạo ẩn là người thủ hộ của nhân tộc, là truyền nhân của lưỡng đoạn đao, đệ tử ma đạo ngoại trừ ba thân phận trên tạo uẩn còn một thân phận nữa cô ấy là một vu sư bởi vì tổ tiên của cô ấy vốn chính là tổ vu si vu. bản lĩnh lớn nhất của vu sư chính là giao tiếp với thiên nhiên trời đất trên thông cửu thiên dưới tường u minh tạo uẩn dựa vào thân phận người thủ hộ của nhân tộc lại dùng sức cảm ứng độc nhất vô nhị của vu sư trực tiếp kết nối với sức mạnh tinh tú khí trong u minh và khí số của nhân tộc việc hợp nhất tam tài thiên địa nhân đã mang đến cho tạo uẩn nguồn năng lượng thần bí vô cùng khổng lồ Cỗ năng lượng này tương tự với sức mạnh vận mệnh, có thể thay đổi phương thức tồn tại của thời gian. Lúc tôi quyết chiến với Lữ Thuần Dương ở Thái Cổ Thần Giới đã từng dùng sức mạnh vận mệnh để quay ngược một khoảng thời gian nhằm khôi phục lại sinh cơ và thần niệm đã hao kiệt. Khi ấy điều duy nhất mà tôi có thể thay đổi là trạng thái của bản thân, những thứ bên ngoài hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Mà cỗ năng lượng tạo ẩn giải phóng lần này so với tôi ngày đó còn mạnh hơn rất nhiều. Thiên đình, nhân gian, MT khí số 3 giới hợp vào một thân, ban cho tạo ẩn sức mạnh khiến thời gian dừng lại, tác động đến toàn bộ vương quốc Bạch Hổ. Tạo ẩn dùng một đao tiêu diệt cả thú thân và thần hồn của Bạch Hổ thần thú, đem sức mạnh ý chí của nó phong ấn vào trong ma đao. Có được sức mạnh ý chí của Bạch Hổ khiến đao ý của tạo ẩn càng thêm lợi hại. Bạch Hổ chủ sát, là vua của vạn thú, mà đao lại là bá chủ của binh khí. Sự kết hợp hoàn mỹ của cả hai khiến tạo ẩn nhảy vào tới cảnh giới đỉnh phong tại nhân gian. Kiếm có kiếm vực, đao cũng có đao vực. Trước trận chiến này, Tạo ẩn chưa thể khai mở đao vực của riêng mình, đao của cô càng giống một con sói cô độc hơn. Mà giờ đây, một đao của tạo ẩn đã chặt đứt cả vương quốc Bạch Hổ, đồng thời cũng hoàn toàn kiểm soát toàn bộ nơi này, dựa vào sức mạnh ý chí của Bạch Hổ để kiến thiết đao vực của riêng mình. Lòng ta có mãnh hổ, tàn mạn người tường vi, đao vực của tạo ẩn được gọi là lãnh địa hoa hồng. Quy khư, núi Bất Châu, trong bóng đêm, ám hắc chi thủ hai điều khiển kiếm hải hủy diệt đang trúc xuống núi Bất Châu. Hai ám hắc chi thủ, bàn tay trong bóng đêm, đây là tên của chiêu thức. Khương Tuyết Dương ngay lập tức khởi động vạn tiên trận, ngưng tụ toàn bộ chiến lực của ma đạo tại quy khư đổ vào trận pháp, hóa thành một luồng sát khí vô tận lao thẳng lên trời. Kiếm hải hủy diệt và sát khí của vạn tiên trận va vào nhau trong không trung, hư không vỡ nát, sinh ra loạn tượng hỗn độn. Hỗn độn vừa sinh ra, tôi ngửa kiếm phi vào giữa, dùng côn lôn tuyết điên cuồng hấp thụ sức mạnh hỗn độn. Thứ tôi tu là kiếm ý hỗn độn, sức mạnh hỗn độn có thể hủy diệt hết thảy cũng không thể làm tôi bị thương, ngược lại bị tôi dùng côn lôn tuyết kéo tơ lột kén, loạn tượng cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Hỗn độn lắng xuống, thời không vẫn chìm trong màn đêm như cũ. Uy năng của vĩnh giả quân vương là vô biên, trận chiến này tuyệt không thể diễn ra tại quy khư, tôi vẫn luôn cố gắng khóa chặt sự tồn tại của ông ta, thế nhưng màn đêm này không cho phép thần niệm cảm ứng, tôi hoàn toàn không biết ông ta đang ở nơi nào. Đột nhiên, trái tim thất khiếu linh lung không tự chủ được mà bắt đầu đập điên cuồng. Vừa ngoảnh lại nhìn, Ám Hắc chi thủ đã đến bên tôi từ lúc nào. Tôi không hề do dự rút kiếm ra, hỗn độn kiếm ý hùng lưu cuồn cuộn trực tiếp tràn qua Ám Hắc chi thủ. Chỉ nghe thấy rầm rầm một tiếng chấn động, Ám Hắc chi thủ liền vỡ tan. Chiêu thức bị hủy, thế nhưng trái tim thất khiếu linh lung trong lồng ngực tôi vẫn đang đập điên cuồng. Không hề có lấy một tia sát ý, mà sau màn đêm cũng chẳng thấy bóng dáng ai. Chương 1355, lại cược huyền quan khai. Bóng tối từ khắp mọi nơi vây quanh tôi trong cơn mịt mờ ấy vô số bàn tay từ trong hư không muốn tóm chặt lấy tôi chỉ cần một trong số chúng thành công cơ thể bất diệt của tôi nhất định sẽ tan thành cho bụi vì chúng mang năng lượng bóng tối trong màn đêm vô tận không có lấy nửa tia sáng bất kỳ vật gì cũng không thể thoát khỏi sự ăn mòn của bóng tối bởi vì bóng tối đại diện cho sự hủy diệt tôi điên cuồng xuất kiếm kiếm ý hỗn độn hóa thành dòng nước bảo vệ cơ thể của tôi kiếm ý hồng lưu phun ra khắp bốn phương tám hướng trong chốc lát không biết đã hủy diệt biết bao nhiêu hắc ám chi thủ Thế nhưng, chỉ cần bóng đêm hãy còn, hắc ám chi thủ sẽ không ngừng kéo đến, càng diệt lại càng nhiều. Trận quyết chiến vừa rồi vạn tiên trận đã dùng sức quá nhiều, mà ám hắc chi thủ lại không phải thứ mà chiến tướng ma đạo của tôi có thể đối phó được. Lúc này tôi không thể ỉ lại vào bất kỳ người nào, chỉ có thể dựa vào bản thân và thanh kiếm trong tay, không ngừng chặt đứt ám hắc chi thủ. Kiếm khí dọc ngang đan sen trong bóng tối, bị ngạn hoa tỏa hương suốt đêm. Ám hắc chi thủ không ngừng giết chóc, mà kiếm ý hỗn độn của tôi cũng càng đánh lại càng mạnh, cuồn cuộn như sóng gầm. Thời gian trôi đi, trong bóng tối mịt mờ không biết bao nhiêu bàn tay đã gãy đứt, cuối cùng trận đấu cũng đến hồi kết thúc. Hắc ám chi thủ dần dần sụt giảm, không còn cố gắng tấn công tôi nữa. Đúng lúc tôi vừa thở dài một hơi nhẹ nhõm, tôi bỗng phát giác ra một cỗ sát khí khổng lồ khiến người ta không thể thở được đang từ trên không truyền tới. Bóng tay nặng nề, chồng chồng lấp lấp, phía trên tôi, không biết có bao nhiêu cỗ hắc ám chi thủ xếp chồng lên nhau cuối cùng tạo thành một đôi bàn tay to lớn khổng lồ che trời lấp đất. Kiếm của tôi có thể xuyên thủng 33 tầng trời. Thế nhưng phải đối mặt với đôi hắc ám chi thủ khổng lồ như núi này, trong lòng tôi bỗng sinh ra một cảm giác bất lực tuyệt vọng. Quả không ngoài dự đoán, lúc tôi nhân cơ hội đôi tay kia vẫn chưa thành hình xuất ra một đạo hỗn độn kiếm khí hồng lưu nhằm cố gắng xuyên thủng nó, kiếm khí hồng lưu giống như chạm phải một tảng đá kiên cố vô cùng, liên tục bị đẩy lùi lại tôi lại dùng vô số đạo kiếm khí hồng lưu mới có thể kịp thời hóa giải chiêu kiếm khí hồng lưu bị đẩy lùi kia. tiếp theo đó, tôi dương kiếm trực tiếp ứng chiến, dùng côn lôn tuyết đâm thẳng vào lòng bàn tay. chính trong lúc này, ám hắc chi thủ nhẹ nhàng di động đầu ngón tay kẹp chặt lấy côn lôn tuyết, mặc cho tôi dồn hết sức lực cũng không cách nào thu hồi được thanh kiếm. côn lôn tuyết không thể trốn thoát, thân kiếm chìm trong sát khí. tôi không còn cách nào khác đành phải buông kiếm lùi bước. chính trong lúc này, ám hắc chi thủ búng tay về phía tôi. Côn Lôn Tuyết lộn ngược một cái phóng thẳng vào người tôi. Sai Lệch, Bội Bạc, Côn Lôn Tuyết do ám hắc chi thủ phóng ra dựa vào tốc độ của Sai Lệch và Bội Bạc, cho dù tôi có thể dùng quỷ kiếm độn không cũng không thể nào né được loại tốc độ tuyệt đối này. Nó đâm thẳng vào bụng dưới của tôi, xuyên qua cơ thể rồi bắn thẳng về phía đỉnh núi Bất Châu. Lúc này chiến tướng Ma Đạo đang tập trung trên đỉnh Bất Châu, mà sức mạnh hủy diệt của Côn Lôn Tuyết sau khi nhuộm đỏ máu tươi của tôi không hề bị suy yếu tôi không thể tưởng tượng nổi nó sẽ mang tới thương vong ghê gớm nhường nào cho đệ tử ma đạo ở bên dưới. Đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng, theo tiếng hét phẫn nộ của Khương Tuyết Dương, mọi người thi nhau chút hết máu huyết thần niệm của mình vào vạn tiên trận. Vạn tiện trận đã mất đi thần uy lại một lần nữa được khởi động, hóa thành một tấm khiên đẫm máu trên đỉnh núi Bất Châu. Côn lôn tuyết đâm vào tấm khiên, bùng phát sức mạnh hủy diệt như bão lũ, hỗn độn loạn tượng lại một lần nữa xuất hiện. Tôi ngã xuống từ trên không trung, rơi thẳng vào trong cảnh tượng hỗn loạn đó. Không có côn lôn tuyết, tôi không cách nào điều khiển chính xác sức mạnh hỗn độn, ngược lại còn bị nó làm tổn thương, cuối cùng toàn thân tắm máu ngã xuống đỉnh núi Bất Châu. Tạ Lan, anh sao rồi? Tuyết Dương lo lắng đỡ tôi dậy, anh không sao, chiêu này của Vĩnh Dạ Chi Quân quá ghê gớm. Tôi từ trên mặt đất đứng dậy, nuốt máu nói, uy lực của Vĩnh Dạ Chi Quân chẳng tầm thường, chỉ cần màn đêm không dứt, thủ đoạn của ông ta sẽ không dừng lại không những vậy nếu chỉ dựa vào một mình ma đạo chắc chắn không thể nào xé rách được màn đêm côn lôn tuyết và tấm khiên đẫm máu kia đồng thời vỡ nát lúc này trong tay tôi không còn kiếm chỉ còn sót lại con bài cuối cùng sử dụng huyền quan của mình để đối địch tuyết dương mọi người trước tiên nên sơ tán nhanh chân xuống núi tôi lớn giọng nói anh muốn làm gì anh muốn cược một trận trong tay anh không có kiếm dùng cái gì để cược chứ huyền quan của anh được em tin tưởng anh Tuyết Dương quyết đoán mang mọi người rời đi, một lúc sau trên đỉnh núi chỉ còn sót lại một mình tôi. chương 1356, lấy gì làm kiếm? Hắc ám chi thủ bao trùm khoảng không trên đỉnh núi bất chu, như thể nó muốn bắt lấy toàn bộ quy khư trong lòng bàn tay. Vĩnh dạ chi quân là vị chiến tướng lớn mạnh nhất dưới trướng thiên đạo, cũng là một trong hai người con trai mà ông ta tự tự hào nhất. Kế hoạch diệt thế của tứ linh thần thú đã thất bại, gây tổn hại nghiêm trọng đến khí số nhân gian tam giới, giờ đây thiên đạo lại phái đi vĩnh dạ chi quân, bóng tối bổ vây, ông ta thực sự muốn hủy diệt cả nhân gian, mà ma đạo tôi là người đầu tiên phải gánh chịu lấy. Lúc này, nhân đạo và tiên đạo vẫn chưa thoát khỏi nỗi bi thương to lớn, MT và toàn bộ lục đạo luân hồi thì đều đang phải hứng chịu lời nguyền của thiên đạo, côn đã không còn ở nhân gian nữa. Tai họa ập đến quy khư, định sẵn chỉ có thể do một mình ma đạo gánh lấy. Huyền quan, hơi nước bốc lên, suối chảy, mây trôi khắp trời. Núi sông, mặt đất như măng mọc sau mưa núi biển núi liền mỗi tắc đất màu mỡ ở huyền quan đều tràn trề sức sống mãnh liệt tuy nhiên sinh cơ có nhiều hơn nữa thì cũng không khiến huyền quan trở nên sống động cây cỏ xanh mướt trước mặt tựa như một bức tranh sơn thủy đẹp động lòng người dù bức tranh có đẹp đến mấy thì cũng vẫn là một thứ đồ vật những ngôi sao tuy sáng lấp lánh nhưng lại giống như đồ trang trí vì dưới những vì sao đó chẳng có một ai trong hồ nước không có cá trên trời xanh không có chim bay Tôi đã từng nhờ chu tước bay khắp huyền quan của tôi, để tìm nơi hạt giống sự sống được sinh ra. Tôi dùng thần niệm để gọi chu tước, một lúc sau chu tước bay đến gặp tôi. Ma đạo tổ sư, ta không thể không thừa nhận, huyền quan của ngươi quả thực rất rộng lớn, mà bên trong một huyền quan thanh thang như vậy muốn tìm được hạt giống của sự sống thì cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Ta biết, nên lần này ta gọi ngươi là muốn nói với người rằng ngươi không cần phải tiếp tục tìm kiếm hạt giống sự sống nữa. Tại sao? bởi vì ngươi sẽ không bao giờ tìm thấy nó ý của ngươi là bên trong huyền quan của ngươi vĩnh viễn sẽ không có hạt giống của sự sống sao có ngay từ đầu đã có rồi vậy tại sao ta không thể nhìn thấy nó đương nhiên là ngươi không thể thấy được mãi đến hôm nay ta mới biết được hạt giống sự sống có nghĩa là gì là gì chứ là ta nói xong tôi phất tay ra hiệu cho chu tước rời đi sau đó tôi buông lỏng thần hồn mình để mặc nó tan biến vào giữa đất trời bên trong huyền quan thần hồn tiêu tán biến thành vô tận mảnh vụn thần niệm. Tôi bắt đầu chạm vào từng tấc đất bên trong huyền quan và lấy sức mạnh từ đó. Tôi lại vươn tay chạm vào từng ngôi sao trời, nhẹ nhàng lau đi lớp bụi trên các ngôi sao, để chúng lần nữa phát sáng rực rỡ. Tôi vốc lên một nắm nước biển, hít lấy mùi tanh mặn của nước biển rồi lại đẩy nước biển ra xa, tạo nên từng vòng sóng biển. Núi xanh dọi người, đồng hoang gió thổi, mây trắng mềm mại bồng bềnh. Mỗi một tấc bên trong huyền quan đều bật lên niềm vui trong lòng chúng đều là những vật thể chết nhưng khi chúng tiếp xúc với thần niệm của tôi chúng dường như được sống lại vậy thật là một thế giới tràn đầy sức sống trong lòng tôi không khỏi cảm thán thật đáng tiếc là tôi không có nhiều thời gian không thể trải nghiệm một cách trọn vẹn sau khi thần niệm rốt cuộc cũng trèo đèo lội suối chạm đến toàn bộ ngóc ngách bên trong huyền quan xong thần niệm bắt đầu tụ lại trên không trung mỗi một mảnh thần niệm đều mang theo sức mạnh của huyền quan tập hợp lại thành thần hồn chiến hồn bất tử thần hồn mới cao ngàn thước Oai nghiêm, lẫm liệt và trang nghiêm, mỗi tác hồn phách non trẻ đều tràn đầy sức mạnh và hy vọng. Khuôn mặt này, tôi cũng quen thuộc, nhưng cũng có chút xa lạ. Quen là vì khuôn mặt là của chính tôi, lạ vì thần hồn mới này sở hữu sức mạnh vượt quá tầm kiểm soát của tôi. Ở thế giới bên ngoài, tôi vẫn đang đứng trên đỉnh núi Bất Chu, toàn thân đầy máu cùng vết bầm tím, mỏng manh đến mức có cảm giác như mình sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào. Dưới chân núi Bất Chu, Khương Tuyết Dương vẫn không nỡ rút lui. Tuyết Dương mau mau dẫn đệ tử ma đạo rời khỏi núi Bất Chu 300 dặm. Tạ Lan, rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Tuyết Dương lớn tiếng hỏi, em sẽ sớm biết thôi, còn bây giờ thì mau rời đi ngay. Không, em sẽ không chờ mắt nhìn anh cùng núi Bất Chu cùng nhau bị hủy diệt. Núi Bất Chu sẽ không bị phá hủy, anh cũng vậy, tin tưởng anh, hãy nhanh chóng rời đi. Cuối cùng, Tuyết Dương ngừng tranh cãi với tôi, đem đệ tử ma đạo sơ tán khỏi núi Bất Chu. Tôi đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, mấy đại quân ngàn vạn đang cùng Khương Tuyết Dương rút lui, mỗi đi một bước lại quay đầu nhìn. Đệ tử ma đạo rất coi trọng tình nghĩa, chưa kể núi Bất Chu còn là tổ đình của ma đạo ta. Trừ khi Quy Khư bị tiêu diệt, bảo bọn họ từ bỏ sinh tử còn hơn là từ bỏ núi Bất Chu. Tất nhiên, tôi có thể hiểu được quyết tâm bảo vệ ma đạo của họ, nhưng người có thể bảo vệ em mờ đạo lúc này là tôi, không phải họ. Nếu họ còn ở lại đây, họ sẽ trở thành vật hy sinh của diễn biến tiếp theo trong trận chiến. Phía trên bầu trời, hắc ám chi thủ xòe năm ngón ra như thể có thể ụp xuống và tóm lấy bất cứ lúc nào nhưng nó lại vẫn đang chờ đợi tại sao ngươi không xuống tay đi tôi hỏi vào không trung ta đang đợi ngươi đợi ta nếu như mà đạo tổ sư chết dễ dàng như vậy thì cũng sẽ không sống sót đến bây giờ cho nên ta muốn xem xem sau khi mất đi sức mạnh vận mệnh ngươi còn có những thủ đoạn ẩn giấu nào khác lần này lại còn có ai sẽ cứu mạng ngươi không ai có thể cứu ta ngoại trừ chính ta ô thế thì xem ra lần này ngươi buộc phải chết rồi. ngươi sai rồi. nếu ngay từ đầu ngươi ngươi rứt khoát ra tay, có lẽ người chết sẽ là ta. giờ đây ngươi đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất rồi. rứt lời, tôi trực tiếp mở huyệt thần đình ra, chiến hồn bất diệt từ bên trong huyền quan bật nhảy ra ngoài. đồ mặc trên người vẫn là đạo bào màu đen, mái tóc thả dài ba ngàn trường, chiều cao có thể chạm tới bầu trời, đôi chân đạp vào hư không. sau khi chiến hồn bất diệt thoát khỏi huyền quan. Đang đứng trên đỉnh núi Bất Chu tôi đã ẩn vào trong hư không. Người chiến đấu với vĩnh giả dạ chi quân tiếp theo đây sẽ là thần hồn của tôi, chiến hồn bất tử. Ma đạo tổ sư, hồn của ngươi cường đại lại thuần khiết, so với ta tưởng tượng còn mạnh mẽ hơn, nhưng cũng chỉ là làm ta kinh ngạc vài phần, kiếm khách mà không có kiếm thì chẳng là thá gì cả. Vĩnh giả dạ chi quân nói đúng, bây giờ tôi không có thanh kiếm nào trong tay. Chiến lực cả đời của tôi nằm ở kiếm đạo, từ lúc bắt đầu là thất sát kiếm ma kiếm, thái cổ tam kiếm đến hỗn độn kiếm ý. Không còn kiếm, tôi quả thực chẳng là gì cả, chiến hồn bất tử dù có mạnh đến đâu, cũng không gia tăng thêm được lực chiến đấu cho tôi, càng không thể giúp tôi đột phá màn đêm phong tỏa toàn bộ quy khư. Thuần quân không còn ở bên tôi nữa, côn lôn tuyết cũng đã tan vỡ. Người còn kiếm còn, bây giờ chiến hồn của tôi đang kiêu dũng đứng trong hư không, còn kiếm của tôi lại đang ở đâu. Tôi đưa mắt nhìn quanh, thứ gì có thể làm kiếm đây? Núi Bất Chu chạy dọc theo hướng Đông Nam, Tựa thể một thanh kiếm chỉ về thiên đạo. Kiếm của ta ở đây." Nói xong tôi đưa tay nắm lấy núi Bất Chu, cương 1357, bốc núi Bất Chu. Núi Bất Chu là dãy núi cao nhất trong sơn mạch của Hồng Hoang Quy Khư, đồng thời cũng là trụ chống trời của toàn bộ thế giới Hồng Hoang Thất Lạc. Ranh giới giữa thượng cổ Hồng Hoang và Hồng Hoang là sự kiện Thủy Thần cung công giận giữ đâm vào núi Bất Chu. Đạo tàng từng viết rằng, núi Bất Chu là vết tích của thiên đạo, sau này mà đạo tổ sư đã chỉ ra sai lầm trong này ngài nói rằng khi núi bất chu xuất hiện thì thiên đạo còn đang trong cơn say ngủ. Thay vì nói là bút tích của thiên đạo, chi bằng nói rằng đây là kiệt tác của vận mệnh. Bởi vì núi bất chu xuất hiện gần như cùng thời điểm với phục hy đại đế, vào thời điểm đó, nhân tộc thời hồng hoang còn chưa trỗi dậy. Hơn nữa, núi bất chu vốn ban đầu cũng không cao như vậy, nó giống như một ngọn măng che vậy, cùng theo sự trỗi dậy từng bước một của nhân tộc, dần dần phát triển thành cột trụ chống trời. Thực tế, núi bất chu là biểu tượng đại diện cho nhân tộc, đồng thời cũng là biểu tượng cho tinh thần của vu tộc giữa trời và đất còn có con người vậy nên mới có núi bất chu sau này thiên đạo bất mãn với nhân tộc cho rằng con người thiếu tôn kính và có ý muốn diệt thế nên thủy thần cung công sau đó đã nổi giận đâm vào núi bất chu nhân tâm có thể yếu đuối trong một thời gian nhưng nó sẽ không bao giờ đầu hàng vì thế nên núi bất chu tuy nhiên ngả nhưng vẫn không hề đổ xuống ngược lại còn giống như một thanh trường kiếm kiếm chỉ lên trời sau khi vu tộc suy tàn đại vua Kim Thánh cũng bị đạo giáo thay thế. Núi Bất Chu dần trở thành nhân chứng của lịch sử thời hồng hoang, nhưng lại quên mất thân phận thực sự của mình, chính là thanh kiếm của nhân tộc. Những điều này, trước đây tôi chưa từng biết đến. Khi Vĩnh Dạ Chi Quân hỏi tôi lấy làm gì kiếm, trái tim thất khiếu linh lung chỉ dẫn tôi hướng tầm nhìn đến núi Bất Chu. Hầu như mỗi ngày ở quy khư tôi đều có thể nhìn thấy núi Bất Chu, nhưng chỉ vào khoảnh khắc này, tôi mới chợt nhận ra giá trị thực sự của núi Bất Chu. Thật ra thì, nếu không phải khí số ma đạo quá thấp khiến núi bất chu lại nghiêng thêm tôi vẫn chưa ngộ ra bản chất thực sự của nó khí số ma đạo giảm thấp toàn bộ quy khư đang chìm xuống núi bất chu vẫn đứng vững thậm chí còn bộc phát một luồng kiếm ý yếu ớt khi tôi vươn tay nắm lấy núi bất chu trái tim thất khiếu linh lung bắt đầu giao tiếp với kiếm ý của núi bất chu núi bất chu cao lớn nhường nào muốn dùng nó làm kiếm thì chiến hồn bất tử của tôi phải đủ to lớn mạnh mẽ mới được với suy nghĩ này tôi một lần nữa kích hoạt sức mạnh huyền quan, để truyền thêm luồng sinh cơ mạnh mẽ vào chiến hồn bất tử. Phải đến khi cơ thể của chiến hồn bất tử cao gần 5 ngàn trượng, khi tôi tôi với tay mới có thể nắm trọn toàn bộ núi bất chu trong bàn tay của mình. Sau đó, tôi dùng hết can đảm và niềm tin có được, thét lên, mà đạo tổ sư tạ lan, bố cáo cửu thiên cùng vạn vật trong tam giới. Hôm nay, ta mượn khí số của nhân tộc để rút núi bất chu ra và làm thanh kiếm, nộ trảm trời xanh. Kiếm khởi, theo tiếng gầm lên của tôi, núi bất chu bắt đầu dung chuyển dữ dội. Toàn bộ vùng đất hồng hoang quy khư đều cùng dung chuyển, lấy núi bất chu làm trung tâm, các vết nước trên mặt đất bắt đầu tỏa ra mọi hướng. Nước biển đang dâng cao và tràn vào vùng hàn hoang, đất đá từ núi Bắc Minh lăn xuống, núi Lưu Ba gần như đổ sụp xuống biển. Núi không tan chìm trong biển nước, núi côn ngộ ồ ạt đổ ụp xuống. Bầu trời sụp đổ, mặt đất vỡ vụn, như thể ngày tận thế sắp đến tất cả chúng sinh đều sợ hãi và di chuyển về nơi đang ẩn náu của chúng đệ tử ma đạo. Ngay lúc này, tất cả sinh vật trở về đều đang thắc mắc chuyện gì đã xảy ra, tam giới đều rơi vào trạng thái hỗn loạn không thôi. Ngay từ đầu chúng ta đều đã sai rồi, tạ Lưu Vân nói, đúng vậy, khi ấy chúng ta đến quy khư, nhân đạo các người đã xin linh hồn của cung công, bọn ta đã lấy hồn núi của núi Bất Chu. Thực ra, hồn núi của núi Bất Chu chỉ là vỏ bọc để lừa dối lòng người, bổn tôn núi bất chu mới thực sự là kho báu bí mật quý giá nhất quy khư. Công chúa Đắc Kiều nói, có núi bất chu làm thanh kiếm, có vẻ như chúng ta không cần phải hỗ trợ ma đạo thêm gì nữa. Ừm, thật đáng tiếc cho tất cả chúng sinh vạn tộc trong hồng hoang quy khư, một kiếm này của tạ lan đã xé toạc địa mạch quy khư thành từng mảnh, không biết ngạo phong còn có thể trùng tụ lại được hay không. Khi tai họa ập đến với ma đạo, nhân đạo cùng tiên đạo cũng không đứng yên xem trò, mà lập tức đưa quân đến hỗ trợ có thể sức chiến đấu của họ không hề được phát huy đúng chỗ, nhưng thái độ của họ đã thể hiện rõ, họ sẽ không để ma đạo đơn thương độc mã đi chiến đấu, giống như việc ma đạo đã tham gia trận chiến với Thanh Long ở Thiên Đình cũng bi thảm không kém. Tam đạo vốn là một nhà, một người thua thì tất cả đều phải chịu thiệt. Tại vùng đất cực kỳ lạnh lẽo của cửu U, nữ đế đã mặc xong chiến giáp và cầm kiếm chuẩn bị xuất trinh đã dừng lại động tác. Núi bất chu trên thông với cửu thiên, dưới núi với đại địa, dị động mà lúc tôi bốc lấy núi bất chu làm kiếm đã được cửu u nữ đế cảm nhận được. Mạnh bà thiên tôn, nhanh tới gặp cô, tứ đại phán quan, thập điện diêm quân, mau tới gặp cô. Địa tạng vương thiên tôn, mau tới gặp cô, nữ đế điểm binh và một lúc sau tất cả những người mà bà điểm tên đều đến đủ. Tạ lan bốc núi bất chu làm kiếm, chúng sinh vạn tộc hồng hoang quy khư không biết tử thương thế nào. Cô muốn các người cẩn thận thu thập các sinh hồn của quy khư lại, cứ những sinh hồn đã chết vào ngày hôm nay, thiên đạo không can thiệp, MT cũng không xét phạm tội, tất cả tội nghiệt đều sẽ được xí xóa, ổn thỏa mà dẫn lối vào thành chết oan. Nữ đế nói, nữ đế bệ hạ, sợ rằng thành chết oan sẽ không thể chứa được nhiều sinh hồn như vậy. Địa tạng vương thiên tôn đáp, nếu không thể chứa được, thì xây dựng một thành khác. Xây một thành khác, tên gọi là gì? Mạnh bà thiên tôn hỏi, tên của thành sẽ là quy khư. Lúc đầu tôi chỉ bảo tuyết dương dẫn quân rút lui 300 dặm, lúc đó tôi cũng không nghĩ đến việc rút kiếm. Bây giờ, tôi nhận ra rằng chưa kể cách xa 300 dặm, toàn bộ quy khư sẽ chịu khổ, chịu tội vì tôi bốc núi chu biến thành kiếm. Nhưng tôi không hối hận về quyết định của ngày hôm nay, đây là lựa chọn duy nhất của tôi. Tôi từng nghĩ đến việc biến quy khư thành một gia viên xinh đẹp và tôi sẵn sàng bảo vệ sự sống chết của quy khư. Nhưng những gì tôi làm hôm nay chẳng khác nào việc chính tay tôi hủy diệt gia viên này. Tội nghiệp dù lớn đến đâu tôi cũng sẽ gánh chịu, dù có phải mang theo nó mãi mãi, mãi mãi không được giải thoát. Bởi vì nếu không có núi bất chu làm kiếm, màn đêm vĩnh cửu sẽ buông xuống quy khư, quy khư sẽ sụp đổ và cả nhân gian đều ui sẽ chìm trong bóng tối. Núi bất chu trồi lên khỏi mặt đất từng tấc một, địa mạch vỡ vụn từng mảng. Tôi không còn có thể suy nghĩ về thảm họa này sẽ gây ra bao nhiêu thương vong, giờ phút này trong lòng tôi chỉ có thanh kiếm. Cuối cùng, núi bất chu tách ra khỏi địa mạch, núi bất chu cao hơn 4 vạn 800 trượng trở thành một thanh kiếm trong tay tôi. Thanh kiếm chĩa về cửu thiên chương 1358, kiếm của U Huỳnh một Dùng núi bất chu làm kiếm, thanh kiếm không chỉ làm chuyển động toàn bộ quy khư, mà cả toàn bộ tam giới nhân gian, chúng sinh vạn tộc đều cảm nhận được. Tôi có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của vô số sinh linh chết đi ở quy khư, những cảnh tượng đau đớn hành hạ trái tim tôi, nhưng tôi chỉ có thể giả vờ thờ ơ như không hề hay biết, biến tất cả nỗi đau và sự tự trách thành chiến ý dung hợp vào thanh kiếm. Núi bất chu cao 4 vạn 8 ngàn trượng, thanh kiếm của ta cũng dài 4 vạn 8 ngàn trượng. Đây thực sự là một thanh kiếm khổng lồ, nặng như ngàn kiếm, có sức mạnh xé toạc bầu trời. Hắc ám chi thủ siết chặt rồi buông lỏng ra, cứ mỗi lần nắm chặt rồi mở ra nó lại biến lớn không ít. Vĩnh dạ chi quân mãi cho đến nay vẫn chưa chính thức hiện thân, thứ mà ông ta dựa vào chỉ là một bàn tay hắc ám to lớn kia. Từ lúc tôi chụp lấy núi bất chu rứt ra, hắc ám chi quân liên tục hấp thụ năng lượng hắc ám. Bàn tay bây giờ đã có thể che phủ toàn bộ bầu trời, sát ý ngưng tụ đủ để tiêu diệt toàn bộ quy khư sát khí hủy diệt vô tận ngưng tụ trong lòng bàn tay nắm lại mà không bộc phát vì vĩnh dạ chi quân còn muốn nhiều hơn vậy nữa kiếm trong tay tôi bắt đầu nghĩ về cách thực hiện đòn tấn công đầu tiên núi bất chu nặng tựa ngàn cân tôi phải dồn hết sức lực mới nâng được nó lên cao lúc này việc xuất kiếm xuất kiếm theo hướng nào đã trở thành một quyết định vô cùng khó khăn tôi đã từng tinh thông kiếm pháp võ đạo từng dùng kiếm nhập đạo và tạo ra thất sát kiếm không ai hiểu được sự vĩ đại của thanh kiếm hơn tôi được nữa kiếm ý từng hóa thành bông tuyết tràn ngập khắp huyền quan, kiếm ý cũng từng hóa thành rồng, sáu con rồng cùng nhau bay lên. Ý định kiếm biến thành một dòng nước lũ, tạo ra cả một mảng kiếm hải. Nó cũng hóa thành hoa bỉ ngạn, giải rác phân hủy thành bùn, nghiền nhỏ thành bụi, chỉ có hương thơm vẫn được lưu giữ. Kiếm ám dạ lưu hương cả đêm, kiếm quang minh lục long chiều nhật. Luôn có cảm giác hào hùng của kiếm khí trải dài ba ngàn dặm cùng cảm giác bối rối khi rút kiếm rồi giáo giác nhìn xung quanh. Ma kiếm thao thao, quỷ kiếm u u, thần kiểm nhiều miều, tam kiếm thái cổ đều có điểm mạnh riêng. Tuy nhiên, khi tôi bốc lấy núi Bất Chu làm kiếm, mọi bí mật của thái cổ tam kiếm đều biến mất. Núi Bất Chu không yêu cầu những chiêu kiếm tinh xảo hay kỹ thuật kiếm tuyệt vời. Bàn cổ chém đôi hỗn độn để tạo ra trời và đất, thứ mà ông ta dựa vào chắc chắn không phải là tu vi đạo Pháp, mà là thứ ông ta dựa vào chính là lòng dũng cảm kinh thiên động địa. Hỗn độn không phá được thì thứ bị tiêu diệt sẽ chính là bổn tôn bàn cổ. Điều cần nhất lúc này không phải là sức mạnh, mà là lựa chọn. Chỉ khi xuất kiếm mà không hối tiếc thì mới có thể dùng kiếm mà khai thiên diệt địa. Nghĩ đến đây, tôi bắt đầu sử dụng toàn bộ hồn năng và thần niệm. Tất cả đều biến thành kiếm ý và truyền vào trong núi Bất Chu. Dưới sự tăng cường của kiếm ý, thảm thực vật trên núi Bất Chu như che cùng đất đá trên núi đều biến thành kiếm. Khi toàn bộ cây cối trên núi Bất Chu đều tràn đầy kiếm ý, tôi đâm một kiếm với toàn bộ tâm ý lên trời xanh. Đại âm hí thanh, đại tượng vô hình. Trên nhân gian chưa bao giờ xuất hiện một thanh kiếm khổng lồ như núi Bất Chu, cũng chưa từng xuất hiện ai có thể sử dụng núi Bất Chu để múa kiếm diễn võ như vậy. Vào lúc này đây, lực chiến mà chiến hồn bất diệt của tôi thể hiện ra ngoài đã vượt qua cả lúc hình thiên múa kích, đã vượt qua công công khi đâm vào núi Bất Chu, cũng vượt qua côn, người đã biến hóa bay lên 9 tầng trời cao. Một kiếm đâm ra, hư không vỡ nát, thời gian và không gian đảo ngược. Hỗn độn cùng hỗn loạn lần lượt xuất hiện, vô số trường lực bị phá vỡ vốn dĩ vùng đất quy khư đã bị tàn phá muôn nơi một lần nữa dưới sự tác động từ thanh kiếm của tôi lại vỡ thành từng mảnh biển cả vô tận khuấy động những đợt sóng hỗn loạn lan từ quy khư đến bờ đông hải lan rộng khắp bốn cực của nhân gian xung quanh quy khư những đám mây bồng bình tụ về cơn mưa bất chợt rơi như chút nước khi kiếm ý hủy diệt lan rộng khắp không gian này cái lạnh bốt giá vô tận cũng bắt đầu bao trùm những bông tuyết bắt đầu rơi trên nền trời tối đen những bông tuyết lạnh thấu xương mỗi một bông tuyết đều mang một nỗi buồn mà cả cuộc đời này không thể chịu nổi. Mỗi đệ tử ma đạo đều phát huy thần thôn của mình, cắn răng để ngăn những bông tuyết rơi xuống, bảo vệ những sinh linh hồng hoang vô tội đó. Nhưng bông tuyết thì vô tận, mà đệ tử ma đạo chỉ có thể bảo vệ một vùng nhất định, không biết đã có bao nhiêu sinh vật chết đi trong trận tai họa này. Đao M Dương Tuyệt Diệt của Thùy Hỏa đã chạm đến lĩnh vực diệt phong tối thượng của vạn vật, Bây giờ tôi dùng núi bất chu làm kiếm đã lần nữa bước vào lĩnh vực âm dương tuyệt diệt đó, tấu lên những chương nhạc chết chóc của sinh vật. Khi thanh kiếm hùng mạnh này được tung ra, hắc ám chi thủ đã dừng mọi chuyển động. Bởi vì vĩnh dạ chi quân nhận thấy rằng dù lấy bao nhiêu năng lượng từ bóng tối, nó cũng không thể dùng hắc ám chi thủ để chống lại nhát kiếm này. Hắc ám chi thủ bắt đầu run rẩy, có thể thấy được nó muốn rút lui nhưng lại không cam tâm. Chương 1359, kiếm của U Huỳnh 2. Cuối cùng, khi kiếm núi bất chu sắp chạm vào lòng bàn tay, vĩnh dạ chi quân đã đưa ra lựa chọn. Nó rỗi năm ngón tay ra, dùng lực nắm lấy đỉnh núi bất chu, lực kiếm lập tức dừng lại đột ngột. Sức mạnh của thanh kiếm dừng lại, thời gian dường như đóng băng. Tuy nhiên, tất cả sức mạnh của hắc ám chi thủ cũng chỉ có thể làm là ngưng động nó trong giây lát, kiếm ý của tôi không còn gì có thể ngăn cản được nữa. Một trận động đất lớn xảy ra, núi bất chu xuyên thủng lòng bàn tay của hắc ám chi thủ. Vĩnh Dạ Chi Quân phát ra một tiếng gầm chứa đầy sự tức giận vô tận, nắm chặt ngón tay thành nắm đấm, biến một phần đỉnh núi bất chu vặn vẹo đi bằng phương thức thô bạo nhất. Một chiêu thức đã quyết định kết quả, người thắng là tôi, nhưng Vĩnh Dạ Chi Quân thì vẫn chưa thất bại. Hắc Ám Chi Thủ bị đâm thủng có thể nhanh chóng được phục hồi nhờ sự trợ giúp của năng lượng Hắc Ám, Vĩnh Dạ Chi Quân mạnh mẽ hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Tuy nhiên, tôi chỉ cần nắm bắt cơ hội sớm nhất có thể, chỉ bằng một kiếm, tôi có thể chiến đấu với nó cho đến bình minh ló dạng vì đây là nhân gian nên bóng tối chỉ che phủ được một thời gian sẽ luôn có lúc phải phân tán đi mất sau khi bóng tối thu nhỏ lại vĩnh dạ tri quân liếm vết thương của mình mà đạo tổ sư thật không ngờ kiếm của ngươi lại tiến vào lĩnh vực âm dương tuyệt diệt nhanh đến như vậy giới hạn của sức mạnh hủy diệt chính là âm dương tuyệt diệt dù là kiếm hay đao dù hỗn độn hay là thái sơ âm dương tuyệt diệt cũng đều là điểm cuối cùng của sự hủy diệt thậm chí thiên đạo cũng sẽ không có phần tái sinh mới nào chỉ là muốn bước được vào lĩnh vực này rất khó lĩnh vực này cũng có phân biệt trước sau cao thấp việc tôi có thể xuất ra một kiếm như vậy đã là một thành tựu phi thường rồi tôi khó mà có thể tiếp tục tiến bộ thêm bước nữa điều khiến tôi hài lòng là sau cuộc đọ sức này tôi nhận ra rằng vĩnh dạ tri quân cũng không dẫn trước tôi bao nhiêu trong lĩnh vực này điều đó có nghĩa là tôi hoàn toàn có khả năng đánh bại nó bằng chính khả năng của mình vĩnh dạ tri quân hôm nay ngươi đã được định sẵn sẽ trở về tay không mà thôi ma đạo tổ sư Ta thừa nhận ngươi có tư cách chiến đấu với ta, nhưng mà, nếu ngươi cho rằng chỉ bằng năng lực này có thể đánh bại ta thì ngươi đã hoàn toàn sai lầm to. Nói xong, Vĩnh Dạ chi quân điều khiển Hắc Ám chi thủ nắm lấy hư không. Trong hư không lập tức xuất hiện một vòng xoáy hắc ám, cùng một thanh kiếm khổng lồ đen đúa và nặng nề lặng lẽ lơ lửng bên trong vòng xoáy. Thanh kiếm này không trang trí gì thêm, nó chỉ đơn giản là một thanh kiếm, chìm trong bóng tối vô tận. Không cần phải diễn tả sát ý ẩn chứa trong nó nhưng không hiểu sao tôi chợt dâng lên một cảm giác khó giải thích trong lòng ngay khi nhìn thấy thanh kiếm này. Nhìn thấy thanh kiếm này làm tôi nhớ đến con gái tôi tạm mạt. Thanh kiếm này tên là vô tận hắc ám chi nhận, nó là thần binh tối thượng trong lĩnh vực sáng tối hai cực, được rèn bằng nỗ lực cả đời của thánh thú U Huỳnh, tích hợp vào bản chất của nguồn gốc hắc ám, kiếm khởi vĩnh giả và bóng tối giáng xuống. Ta đã nghĩ rằng mình sẽ không cần nó trong chuyến đi đến nhân gian lần này, nhưng thật không ngờ rằng cuối cùng ta lại phải dựa vào nó giữ được sĩ diện của mình. Vĩnh giả dạ chi quân nói, kiếm của U Huỳnh là thứ ngươi có thể dùng sao? Ha ha, thánh thú U Huỳnh đã chết từ lâu, kiếm này vô chủ nên đương nhiên ta có thể sử dụng nó. U Huỳnh vẫn chưa chết đi, ha ha, ta đương nhiên biết U Huỳnh vẫn còn tồn tại ý chí, cũng đã bị vận mệnh ghép vào con của ngươi, nhưng lại có sao đâu. Bọn họ chỉ là hai tên tạp chủng mang dòng máu không trong sạch, chỉ cần ta có thể giết được chúng, thanh kiếm này vĩnh viễn thuộc về ta, mà ta sẽ là chủ nhân duy nhất của nó hắc ám chi thủ chụp lấy hắc ám chi nhận, đồng thời, thân hình cao lớn của vĩnh dạ chi quân cũng bắt đầu xuất hiện trong hư không. Cơ thể hắc ám cao to hơn ngàn vạn trượng, dáng xuống như một vị vua hắc ám. Trận chiến với bổn tôn thật của nó đương nhiên không thể tiến hành trên bầu trời phía trên quy khư, điều này sẽ triệt để tiêu diệt hoàn toàn quy khư và biến nó thành một nơi chết chóc. Tôi bay người lên cao hơn, chủ động bước vào lĩnh vực hắc ám của nó. Trận chiến cuối cùng bắt đầu, sự sống hay cái chết đều hoàn toàn bị bóng tối che khuất không ai biết được câu trả lời cuối cùng. Tam giới cấm kỵ, thiên đạo không can thiệp, không có cách nào nhìn thấu vận mệnh huyền bí này. chương 1360, Lưỡng nghi thánh thú. Vùng hắc ám của vĩnh giả quân quanh có uốn lượn như một vạn thế giới. Khi tôi bước vào vùng này, có nghĩa là tôi đã từ bỏ lợi thế ban đầu của mình và mất đi hỗ trợ quyền lực từ tam giới. Sinh tử của tôi đều do tôi quyết định, đồng thời, chiến đấu trong vùng hắc ám đã mang lại cho vĩnh giả quân lợi thế vô cùng lớn điều duy nhất tôi cảm thấy biết ơn là vô tận hắc ám đao vẫn là thanh kiếm cấm kỵ đối với vĩnh giả quân hắn không thể dùng toàn bộ sức mạnh của thanh kiếm này đồng thời khi sử dụng thanh kiếm cũng khiến thần hồn của hắn bị rút cạn nên vĩnh giả quân khi đối phó với tôi cũng cần nhiều quyết tâm hắn cũng như đang ở trong canh bạc trận đấu cấp độ này là lần đầu trong đời tôi bàn tay cầm bất chu sơn hơi run lên là sợ hãi hay phấn khích khi bước vào vùng âm dương diệt phong tâm trí cũng phải tĩnh lặng như nước đọng nhưng tôi có cảm giác như đột nhiên trở lại tuổi 18 lần nữa. Tôi nhớ lúc đó tôi rất kiêu ngạo, đứng trên đỉnh núi cao nhất quê hương, gửi lời ước nguyện lên trời cao, nguyện khắc ghi tên một người con gái trọn đời. Thanh xuân đã không còn nữa, hợp tan là chuyện đã định. Giờ tôi không còn nhớ tên cô gái ấy nữa, nhưng tôi vẫn nhớ tới sự khinh cuồng không hề biết sợ thuở ấy. Kể từ khi trở thành ma đạo tổ sư, tôi đã trưởng thành nhanh chóng, từ một tên nhóc hồ đồ trở thành một người đàn ông anh hùng, trở thành ma đạo tổ sư chân chính. Tôi từng chịu bao mệt mỏi, mất mát càng nhiều, càng nhận ra những điều mất mát ấy quý giá nhường nào. Hôm nay, tôi đang đối đầu với Vĩnh Giả Quân trong bóng tối. Nội tâm như trở lại năm 18 tuổi ấy, vì tuổi 18 của tôi không chút hối tiếc và cũng dũng cảm nhất. Chạy trốn có lẽ không có khả năng, đối mặt cũng không phải khó khăn nhất. Chỉ khi không chút ngần ngại rút kiếm, mới có thể chiến đấu với Vĩnh Giả Quân. Ma kiếm cuồn cuộn, đã xuất ra thì không thể thu lại nữa. Tôi đâm ra kiếm đầu tiên, ma kiếm thân kiếm bất chu sơn rất lớn, nhưng vùng hắc ám thì vô biên, và tôi trong ấy nhỏ bé tựa hạt cát. Kiếm khí khuấy động bóng tối, như hòn đá phá vỡ mặt nước tĩnh lặng, kiếm khí vô tận biên cuồng xé nát màn đêm thành từng mảnh, trộn lẫn vào dòng kiếm khí, cuối cùng hóa thành long hình. Hắc long mạnh mẽ kiêu hãnh, ngẩng cao đầu lao tới vĩnh giả quân, gào, tiếng rồng gầm chấn động vang vọng trong màn đêm vĩnh cửu. Bên kia màn đêm, vĩnh giả quân kiếm suốt như hổ, hắc hổ mạnh mẽ tràn đầy sức sống xuất ra từ thanh kiếm hổ du tẩu trong màn đêm bản thân nó chính là sinh vật nguy hiểm nhất thế nhân đều biết hổ là vua của muôn thú nhưng họ luôn bỏ qua đặc tính lẩn tránh ban ngày và xuất khích vào ban đêm của hổ lúc ở thái cổ thần giới khi mộ dung nguyên duệ đối đầu với liệp thần sự xuất hiện của u huỳnh hổ đã giải thích rõ ràng chuyện này hổ là kẻ săn mồi về đêm mãnh hổ kêu dưới ánh trăng không để lộ chút ánh sáng nào dưới màn đêm nên mãnh thú duy nhất có thể xuất hiện nơi đao kiếm bóng tối vô tận chỉ có thể là hổ cũng chỉ có hổ mới có thể hiện rõ được sự tàn bạo của màn đêm. Hắc Long vẫn chưa tới gần, bị hắc hổ đè bẹp và xé thành từng mảnh ngay lập tức. Nơi dạ vương quốc, chỉ có hổ không có rồng, Hắc Long bị vũ lực nghiền nát, tôi đang xuất thần Long kiếm nhưng vẫn không có tác dụng. Dứt khoát bỏ qua nó, tam kiếm lại hợp thành hỗn độn, giải phóng kiếm hải hỗn động, tạo ra kiếm khí phong bạo. Phong bạo thành hình, tôi dẫn người và kiếm tiến vào bên trong. Quét tới vĩnh giả quân, hắc hổ trực tiếp chặn lại, bị kiếm khí phong bạo xiết thành từng mảnh. Vĩnh giả quân dùng cả hai tay cầm kiếm, một tiếng gầm lên cắt xuyên màn đêm, tạo ra vực sâu. Kiếm khí phong bạo rơi vào trong vực thẳm. Ngay sau đó, tôi xuất hiện trong vùng biển tối tăm vô tận sau kiếm khí phong bạo. Kiếm khí phong bạo đi tới đâu, tựa con sóng lớn phá vỡ trọng thiết tới đó. Sóng lớn dâng lên, hóa thành hắc hổ, khóa chặt hơi thở thần niệm của tôi, tôi phải dùng toàn lực nắm vững bất chu sơn kiếm, lần lượt giết hết chúng. Hắc ám hải vô tận, Sức mạnh của kiếm khí phong bạo dần cạn kiệt, nhưng từng đợt mãnh hổ vẫn không ngừng nổi lên. Cuối cùng kiếm khí phong bạo cũng cạn kiệt, tôi cũng nhìn thấy Vĩnh Giả Quân, Vĩnh Giả Quân lơ lửng trên không, vung ra vô tận hắc ám đao về phía tôi, xuất ra một kiếm gan dạ nhất của hắn trong trận chiến đêm nay. Nơi màn đêm vô tận không có ánh sáng, nhưng vào lúc kiếm vừa xuất, ánh sát lại hiện ra từ trong cơ thể Vĩnh Giả Quân. Rất rõ ràng, hắn đang thiêu đốt thần hồn chính mình. Toàn thân tràn ngập ánh sáng, trong bóng tối cực kỳ chói mắt đau nhói linh hồn vô tận hắc ám đao trong tay hắn cũng bắt đầu tỏa ra ánh sáng ngọn lửa rực cháy bùng lên từ kiếm hắc ám nuốt chửng mọi ánh sáng trở thành lưới kiếm ánh sáng làm tổn thương linh hồn bóng tối và ánh sáng luôn đối lập nhau tận cùng bóng tối là ánh sáng đây là bí mật tối thượng của vô tận hắc ám đao không nghĩ tới lúc này vĩnh giả quân lại thật sự kích hoạt hoàn toàn nó kiếm khí phong bạo đã tan biến hồn khu của tôi trôi nổi trong biển hắc ám đối mặt với đòn đánh trực diện tôi chỉ có thể dùng toàn lực dơ bất chu sơn kiếm lên chặn lại. Hai kiếm giao nhau, tôi bị đánh rơi xuống biển, bị áp lực mạnh mẽ của bất chu sơn đưa vào nơi sâu nhất của biển. Bóng tối, áp suất nước biển lớn tới mức có thể bóp nát hồn khu của tôi bất kỳ lúc nào. Khi tôi nỗ lực nổi lên, phát hiện vĩnh giả quân lơ lửng ngay phía trên tôi, vô tận hắc ám đao của hắn chĩa thẳng vào chán tôi. Mà đạo tổ sư, người thua rồi, lần này tôi rốt cuộc cũng nhìn rõ gương mặt hắn đó là một nam nhân tuấn tú thậm chí còn đẹp trai hơn cả đế thích thiên ánh mắt tựa đao lạnh lùng uy nghiêm người trong bóng đêm hòa làm một với màn đêm tôi vẫn đang trôi nổi trên biển trong hoảng loạn đối mặt với dáng vẻ quần lâm thiên hạ của hắn cao thấp đã phân chiến thắng rõ ràng nhưng đây không phải kết quả mà tôi muốn giờ ta sẽ phá hủy huyền quan của ngươi diệt thần hồn của ngươi từ nay về sau trên trời dưới đất sẽ không còn đứa con vận mệnh cũng không còn ma đạo tổ sư nữa Nói xong, vĩnh giả quân dơ kiếm đâm tới thần đình của tôi. Đột nhiên, bóng tối bao trùm toàn bộ huyền quan, thế giới sôi động như bị đánh trở về trạng thái ban đầu, quay trở lại căn nguyên tử vong. Tôi nghe thấy tiếng hét kinh hãi của Chu Tước, sau đó, không còn nghe được tiếng kêu của nó nữa. Thái cổ thần giới, tiểu tạ mặc đang ngủ say, từ trong mộng khóc tỉnh. Mộ dung nguyên rưỡi có dỗ thế nào cũng không dừng lại. Nơi em mờ dương tuyệt địa, tạ lăng kêu gào không ngừng, buộc thùy hỏa phải ném nó xuống minh hà nhưng nó vẫn không thể ngừng khóc. Thùy Hòa bị tạ lăng khóc tới tâm phiền ý loạn, cuối cùng phải ôm nó tới thái cổ thần giới. Hai người phụ nữ gặp lại, mỗi người bế một đứa con. Lăng Nhi cũng đang khóc, mộ dung nguyên duệ lên tiếng trước. Ừm, mặc Nhi cũng vậy, mộ dung nguyên duệ ôm lấy tạ lăng từ trong tay Thùy Hòa, không chút do dự cho nó bú trước mặt Thùy Hòa. Nhưng tạ hoa không chịu bú mà lại nắm chặt lấy tay em gái mình. Ngay khi tạ mặc và tạ lăng nắm tay, ngón tay đan vào nhau, huyền quan vốn sắp biến mất của tôi lại phát sinh chuyển biến. chương 1361, một đao cuối. Sau khi thế giới của cờ chiêu hồn hợp nhất với huyền quan của tôi, huyền quan của tôi lúc này đã xuất hiện đảo Kim Ngao. Trên đảo Kim Ngao, có cung vô danh, vào lúc bóng tối hoàn toàn tràn tới, phong tỏa thiên địa ở huyền quan. Cửa cung cung vô danh mở ra, đột nhiên, một thái cự đồ bay ra từ bên trong. Thái cực đồ điên cuồng xoay tròn, hai con cá em mờ dương tách khỏi nhau, biến thành hai con hung thú đen trắng mà tôi chưa từng thấy trước đây không thể nhận ra được diện mạo không thể diễn tả được thân hình nhìn như chán nản thần niệm khó mà đoán được hóa thân ý chí của hai con thánh thú hiện hình huyền quan bị bóng tối bao phủ bắt đầu đảo ngược thế giới cổ xưa có những vị thần vĩ đại u huỳnh và trúc chiếu trúc chiếu là tiên phong xua đuổi bóng tối truyền thuyết kể lại khi trúc chiếu hiện thân bóng tối ngay lập tức bị xua đuổi nơi nào đi qua nơi đó không còn bóng tối hai con thánh thú chạy về hai hước ngược nhau, trúc chiếu hướng về phía nam, u huỳnh hướng về phía bắc. Bóng tối phía nam bị trúc chiếu xua đuổi, bóng tối phía bắc bị u huỳnh hấp thụ hoàn toàn. Đợi tới khi bóng tối hoàn toàn biến mất, ánh sáng trở lại vùng đất huyền quan. Hai con thánh thú u huỳnh trúc chiếu chia ra đứng ở hai cực huyền quan của tôi, từ đó, huyền quan của tôi mang hai màu đen trắng đan xen giữa ngày và đêm. Sau khi linh khí của hai đại thú im lặng đứng ở hai cực, Chu Tước Thần Điểu mới bay trở lại cung vô danh. Nhìn vào thái cực đồ do ánh nến trên cửa cung vô danh tạo ra, trong mắt tôi tràn đầy kính sợ. Chu Tước mặc dù bị tôi khuất phục ở Huyền Quan, nhưng trong lòng cũng không chịu đầu hàng tôi. Tôi giữ nó ở Huyền Quan, đồng ý điều kiện của nó. Nhưng khi U Huỳnh và Trúc Chiếu hiện thân phản chiếu ý chí, Chu Tước rõ ràng đã có suy nghĩ khác. Trước đó nó muốn làm chủ sự sống trong Huyền Quan của tôi với thân phận người sáng lập, nhưng giờ nó đã hoàn toàn từ bỏ ý định này. U Huỳnh và Trúc Chiếu được biến đổi từ cảm ứng tiên thiên em dương và được sinh ra với áp lực thần thánh chèn ép vạn vật. Các thần thú như Chu Tước, Bạch Hổ chỉ là những thần cách được tạo ra bởi thiên đạo theo thần cách của lưỡng nghi thánh thú, là những thần cách của hậu thiên. Khi hậu thiên gặp tiên thiên, thứ bị đè ép không chỉ là thần cách mà là một sự ưu việt và thấp kém vượt qua cả quy luật thiên địa. Chu Tước bối rối nhìn cổng cung vô danh, trần trừ không muốn rời đi. Cuối cùng nó đưa ra quyết định, bắt đầu hóa thành nhân hình. Trên thực tế, cả tứ đại thần thú đều có thể hóa nhân hình. Nhưng trong mắt chúng, nhân hình không cao quý bằng tinh tú hình của chúng. Chu tước hóa nhân dạng là một nữ tử duyên dáng mặc bộ đồ bồng bình ánh lửa, dáng người uyển chuyển, gương mặt phong tình cùng một đôi mắt vừa tinh danh xảo quyệt lại có chút đơn thuần. Khi nhìn cô, tôi liền nghĩ tới nguyên phượng tổ sư, trong lòng cảm thấy đau đớn khôn nguôi. Từ khi Giang Tuyết Dương nói mà đạo không còn ngoại lự, trong lòng tôi đã tràn ngập bi thương vô tận vĩnh giả quân xuất hiện chỉ có thể tạm thời đè nén bi thương trong lòng. Tôi vẫn nhớ khi ở dưới chân bất chu sơn, nguyên phượng tổ sư cầu xin tôi cho cô ấy một cái tên. Những lời ấy vẫn văng vẳng bên tai, và tôi sẽ chẳng thể lấy lại được chút hồn phách nào của nàng giai nhân ấy nữa. Chu tước hóa nhân hình, tiến tới cung vô danh, thần tình trở nên ngưng trọng, trong mắt lóe lên tia sáng, cuối cùng tập trung vào ba chữ cung vô danh. Ngũ hành vì ý tôi dạo chơi, tứ hải chúng sinh đều có duyên. Đường lớn ải hiểm tựa như thiết, trong cung vô danh tận thiện ngôn. Vào cung vô danh, đều là đệ tử ma đạo của tôi. Chu tước quỳ một gối, lớn giọng niệm, đệ tử ma đạo, vạn giới thiên hồng. Nói xong, cổng cung vô danh đột nhiên mở ra, thân ảnh chu tước biến mất ở bên trong. Có thêm chu tước tiến vào, cung vô danh cuối cùng không chống chảy nữa. Mà cô cũng sẽ là thần cách tối cao không thể thay thế của ma đạo ở tân thế giới, hóa thân của sinh mệnh, vị thần thuộc về ma đạo. Ma đạo chưa từng có vị thần nào, Chu Tước là người đầu tiên. Bên ngoài huyền quan, bàn tay cầm chuôi kiếm của vĩnh giả quân đang run rẩy Sức mạnh hắc ám tràn vào huyền quan của tôi gần như là tu vi cả đời của hắn, và thần hồn của hắn đã bị tổn thương khi cưỡng bức kích hoạt vô tận hắc ám đao. Tại sao, vĩnh giả quân lẩm bẩm ta nghĩ ngươi nên biết rõ chuyện gì đang diễn ra bên trong hơn ta. U huỳnh hay trúc chiếu, có lẽ là hai người họ, nghe xong lời này, vĩnh giả quân xoay người rời đi. Nhưng lúc này làm sao tôi có thể để hắn sống sót rời đi? tôi nhặt bất chu sơn kiếm từ dưới biển dùng toàn lực chém vĩnh giả quân nhưng trong bóng tối vô tận vĩnh giả quân ngay lập tức mất dấu vết trong cõi tối tăm tôi không thể khóa chặt sức mạnh thần niệm của hắn bóng tối chưa tan đi có nghĩa là vĩnh giả quân vẫn chưa rời đi nhưng dù tôi có cầm kiếm nhìn xung quanh thì cũng không tìm thấy dấu vết của hắn tôi không thể nhìn thấu bóng tối nếu như thùy họa ở đây hoặc là nguyên duệ họ nhất định có thể tìm ra được nơi vĩnh giả quân ẩn náu trong lúc hỗn loạn chân trương đại đạo vang lên trong khoảng không đen tối, cửa đồng khổng lồ trong nháy mắt từ từ mở ra. Ám giả quân là cánh tay phải của thiên đạo, thiên đạo đương nhiên sẽ không để hắn lạc trong nhân gian. Sau khi nhận ra thất bại của mình, thiên đạo liền hạ xuống thang trời, mở ra cổng lớn thiên quốc. Lần này vĩnh giả quân không cố ý che giấu linh khí của mình nữa, kéo vô thận hắc ám đao bước lên thang trời. Đi được nửa đường, hắn dừng lại, nhếch môi cười mỉa mai. Ma đạo tổ sư, gặp lại sau nhé. Lúc này tôi đang cầm kiếm đuổi theo hắn, nhưng cũng chỉ có thể thở dài. Huyền quan Hắc Bạch phân minh lần nữa nhân đôi sức chiến đấu của tôi, giúp tôi hiểu sâu hơn về em mờ dương diệt tuyệt. Nhưng sức mạnh tới quá muộn, không phải vì tôi chưa đủ nỗ lực, mà có một số thứ không phải chỉ dựa vào bản thân mà lấy được. Giống như thân thể khôi cương của Thùy Hòa hay thần nhãn hỗn độn của Nguyên Duệ. Tôi chưa từng tự nhận mình là kẻ yếu đuối, nhưng thật khó để làm hết sức mình khi tiêu diệt cường địch bằng kiếm thậm chí là tôi phải đánh cược với sinh mạng của chính mình thường xuyên. Sau khi tạ mạt lăng trở thành người đứng đầu 3.000 năm, ông đã thay đổi nhân gian của 3.000 năm sau. Mặc dù sức mạnh của tôi đã vượt qua ông từ lâu, nhưng tôi đã không còn đối đầu với những kẻ thù trước đây. Nhân sinh đầy dẫy những tiếc nuối. Giờ phút này, nhìn vĩnh giả quân vương bình thản rời đi, lòng tôi đau xót. Nhìn lại quy khư bên dưới, vì tôi rút ra bất chu sơn, quy khư đã bị xé thành từng mảnh, sinh linh đồ thán, mà tôi vào thời khắc cuối cùng lại để Vĩnh Giả Quân Vương rời đi. Nhưng chỉ cần Vĩnh Giả Quân Vương chưa bước vào được cổng đồng thì tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Ngàn thước, trăm thước, mười thước, Vĩnh Giả Quân Vương chỉ cách cổng đồng một bước, mà Bất Chu Sơn trong tay tôi cũng chỉ cách hắn một bước. Nhìn thấy Vĩnh Giả Quân Vương sắp rời khỏi, ngay lúc mà hắn chuẩn bị bước vào cổng đồng khổng lồ. Đột nhiên, một đạo kiếm ý cuồn cuộn vô tận từ trên trời chém xuống. Chương 1362, Tử thần trở lại một đao từ trên trời chém xuống quét bay màn đêm tăm tối ánh sáng cùng bóng tối trong thời khắc này không còn tồn tại nữa chỉ có vô tận đao quang soi chiếu cùng lúc khi thanh đao chém xuống còn kèm theo cả những bông tuyết và cảm giác ớn lạnh thấu xương những bông tuyết rơi xuống khắp nơi ngày một dày hơn rồi cuối cùng là lấp đầy bầu trời và mặt đất nó biến thành một cơn bão tuyết trước đây chưa từng có tiền lệ trong khắp trời tuyết bay tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người mình yêu Vĩnh giả chi quân ngay khi xuất chiêu đao đã trốn vào cánh cửa thanh đồng to lớn. Mở ra thông đạo dịch chuyển, tôi không có ý định ngăn cản hắn ta, vì sự xuất hiện của Thùy Hỏa đã thu hút toàn bộ thần niệm của tôi. Thùy Hỏa đáp xuống cạnh tôi, cô ấy đưa tay ra chạm vào gò má tôi. Tạ Lan, anh ốm đi rồi. Giọng điệu của cô bình tĩnh nhưng cũng chứa đựng sự dịu dàng cùng thương xót. Cũng ổn, tôi bình tĩnh trả lời. Tha thứ cho em khi không thể cùng anh bảo vệ quy khư, tha thứ cho em khi đã để anh một mình gánh lấy cờ chiêu hồn của ma đạo. Một tình yêu đích thực không bao giờ cần sự tha thứ. Tôi từ lâu đã không còn là một đứa trẻ 18 tuổi nữa, cho dù trong lòng có đủ loại uất ức, tôi cũng sẽ một mình chịu đựng. Tình yêu của cả đời tôi không thể ở bên tôi, nhưng đây là sự lựa chọn của tôi, bởi vì tôi là ma đạo tổ sư. Ai cũng có thể thoát khỏi và rời đi, nhưng tôi thì không thể. Mặc dù tôi là người chiến thắng trong trận chiến với vĩnh dạ tri quân, nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng nhìn hắn ta trốn thoát tôi lại tràn ngập sự tuyệt vọng trận chiến với thiên đạo không phải chỉ dựa vào một thân cô độc nhưng từ lâu trong nhân gian tôi đã bị cô lập không nơi nương tựa giống như đạo tổ năm đó một người đi quá xa mà phía sau không một ai theo kịp sự xuất hiện của thùy họa chỉ khiến nỗi cô đơn trong lòng tôi càng thêm sâu đậm bởi cô ấy vẫn phải rời đi tôi lại nhớ về đêm tân hôn cách đây nhiều năm khi tôi cư xử như một đứa trẻ trong khi cô ấy tỉnh táo đứng xem cảm giác của tôi hôm nay cũng vậy, vẻ mặt Thùy Hỏa vẫn lạnh lùng, vẫn bàng quan với mọi thứ như trước kia. Không có được niềm vui trùng phùng sau thời gian dài xa cách, khiến tôi cảm thấy ủ rủ vô hạn. Tôi thà rằng cô ấy đừng đến, để tôi có thể nghiến răng chịu đựng nỗi cay đắng của thất bại. Nhưng khi cô ấy đến, sự tổn thương của tôi chẳng còn có thể lẩn trốn được nữa. Tại sao ma đạo tổ sư có thể chỉ bằng một bóng lưng mà khiến toàn bộ đạo môn kinh ngạc? Còn tạ lan tôi dù cho đã cường đại vô cùng, nhưng vẫn giống như một thằng hề bị thiên đạo cùng vận mệnh hết lần này đến lần khác đùa bỡn trên tay tôi từng nghĩ rằng sẽ có nhiều người đi cùng mình nhưng đến cuối cùng tôi mới nhận ra rằng mọi con đường đều phải tự mình tôi hoàn thành thùy họa vì chín lần niết bàn mà phải rời bỏ nhân gian đến thái cổ minh giới nguyên duệ đánh thức số mệnh thái cổ chiến thần mà đi đến thái cổ thần giới kiêm hà cũng đi đến ma giới còn tôi thì vĩnh viễn ở lại nhân gian tôi biết họ cũng đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ đã nhiều lần phải trả giá bằng sự sống chết vì sự khó lường trước của số phận. Điều tôi không hài lòng không phải là sự lựa chọn của họ, mà là tại sao vận mệnh lại bắt chúng ta phải gánh chịu điều đó một cách riêng rẽ, thay vì để chúng ta chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng nhau. Khi nhớ đến họ, tôi chỉ đơn giản là đứng trên đỉnh núi bất chu và nhìn lên các vì sao, chỉ có những chuyện đã qua còn sót lại không ngừng nhắc nhở tôi rằng họ là người tôi yêu. Đó không phải là một lời phàn nàn, tôi chỉ là thấy được kết thúc của câu chuyện như thế nào. Tôi im lặng, Thùy Hỏa cũng không lên tiếng. Cuối cùng, tôi là người mở lời trước, "Nếu em đã đến rồi, sao lại thả Vĩnh Dạ Chi Quân đi như vậy?" "Tạ Lan, em không thể giết hắn, nếu Vĩnh Dạ Chi Quân chết ở nhân gian, vận mệnh sẽ vĩnh viễn không thể ra tay với Bổn Tôn Thiên Đạo được." "Vậy thì mục đích em đến đây lại là gì?" Bị tôi hỏi một câu như vậy, thần sắc Thùy Hỏa hiện lên sự kinh ngạc rất rõ ràng. Cô ấy không ngờ rằng tôi lại đột nhiên hỏi điều này, trong lúc nhất thời cô ấy có chút bối rối cái đầu xinh đẹp kiêu ngạo cúi xuống, cơ thể khôi cương của Thùy Họa, trong mắt sớm đã mất đi ngọn lửa, biến thành đôi mắt tựa vực thẳm, không nhìn thấy được con người nữa, nên tôi cũng đoán định được cảm xúc thật sự của cô ấy. Im lặng hồi lâu, Thùy Họa nói, anh sẽ gặp nạn ở nhân gian. Tạ Linh bắt đầu khóc lóc không thôi, em sẽ đem nó đến gặp mộ dung. Rồi sau đó thì sao? Tôi vừa hỏi vừa tưởng tượng ra cảnh hai người phụ nữ gặp nhau. Tạ Mạt và Tạ Lăng gặp nhau, hai đứa tay trong tay, ôm nhau thắm thiết. Thùy họa nói, khi tạ mạt và tạ lăng ôm lấy nhau, cơ thể hai đứa mỗi người phát ra một luồng ánh sáng đen và một luồng ánh sáng trắng, tạo thành hình cá âm dương trong không trung. Cá âm dương hòa quyện với nhau trong không khí hồi lâu, cuối cùng biến mất trong vô định. Tạ mạt và tạ lăng người đầy mồ hôi, tựa như kiệt sức, say ngủ trong lòng mộ dung. Tôi ngẫm nghĩ và hiểu ra, hình ảnh thái cực đồ trong huyền quan của tôi chính là hình ảnh phản chiếu ý chí của tạ mạt và tạ lăng thời khắc ấy. Khi em đến đây thì chúng nó đã tỉnh dậy chưa? Nghĩ đến một đôi trẻ con, tôi lo lắng hỏi. Vẫn chưa, vẫn còn say ngủ. U Huỳnh và Trúc Chiếu rất quan trọng đối với thiên đạo, em không nên để Nguyên Duệ một mình chăm lo cho chúng. Tôi nói với một chút trách móc kèm theo. Em biết rồi, em sẽ quay lại ngay. Được, Thùy Hỏa luôn là người rất quyết đoán thế nhưng hôm nay cô ấy có vẻ hơi do dự. Có lẽ là do thời gian chúng tôi gặp nhau quá nhiều, hoặc có thể cô ấy nhận thấy tâm trạng của tôi không ổn định và lo lắng cho tôi. Nhưng cuối cùng thì cô ấy vẫn rời đi rồi. Đợi khi cô ấy bay ngày càng cao và dần biến mất trong không trung, sâu thẳm trong tim tôi nhận được thông điệp thần niệm truyền âm từ cô ấy. "Tạ Lan, em đến đây là vì em nhớ anh." Tuy tính cách lạnh lùng như băng nhưng cô ấy lại nói những lời yêu thương khiến người ta thấy ấm áp từ sâu đáy lòng như vậy. Tôi từ tận đáy lòng cảm thấy hối hận vì lẽ ra không nên thờ ơ với cô ấy như vậy, muốn bù đắp đôi chút dịu dàng, nhưng tùy hỏa đã biến mất trong mây trời. Thái Sơ Tử Thần vượt qua ngàn dặm thiên hà chỉ đổi lấy một tâm niệm được gặp nhau tôi có thể tìm thấy bóng dáng của cô ấy ở đâu nữa chứ. chương 1363, huyền quan tạo ẩn. Quy khư đổ nát, hoàng hôn buông xuống. Sau khi màn đêm bị xé toạc, mặt trời lặn đỏ như máu, nhuộm đỏ toàn bộ quy khư. Mặt đất nước toạc, sinh linh đổ thán. Mà những điều này, có thể nói toàn bộ đều là do tôi. Sau khi rút bất chu sơn, vị trí ban đầu của ngọn núi đã trở thành hố sâu khổng lồ, nước biển từ đó tuôn ra, trở thành một hồ nước. Quy khư thánh điện, điện anh linh, nơi cư ngụ của ma đạo đệ tử, tất cả đều chìm ở trong hồ. Đông không thấy lưu ba, tây không thấy côn ngô, dưới núi côn ngô đã sụp đổ, có một mảnh cao nguyên, mà đạo đệ tử và toàn bộ sinh linh còn lại của quy khư đều sống ở mảnh cao nguyên đó. Quê hương không còn, người thân ly tán, bi thương vô hạn bao trùm trái tim mỗi người. Sau khi thủy họa rời đi, chiến hồn của tôi bắt đầu dần nhỏ lại, cuối cùng hợp nhất với cơ thể rồi trong hư không. Thần hồn nhập khiếu, mở ra thần đình, dẫn theo bất chu sơn nhập huyền quan sau đó tôi từ hư không trở lại, bay tới cao nguyên côn ngô. Đạo tổ trở về rồi, từ xa có người hô to, sau đó đệ tử ma đạo chỉnh lại trang phục, xếp hàng ngay ngắn sát nhau. Nhìn gương mặt đầy quan tâm và tôn kính của họ, tâm tình tôi vô cùng phức tạp. Rút bất Chu Sơn làm kiếm để đánh bại Vĩnh Giả Quân là một chiến công anh hùng cho dù là nhìn nó theo cách nào, và tôi cũng nên được đối xử như cách một anh hùng xứng đáng có được khi giành chiến thắng. Nhưng nơi phía sau đội quân ma đạo, chúng sinh hồng hoang nằm la liệt, những người đã mất đi quê hương vẫn đắm chìm trong nỗi đau tột cùng. Tôi có mặt mũi nào mà nhìn họ đây, ngũ hành vì ý tôi du hành, tứ hải chúng sinh tất có duyên. Đây là phúc duyên tôi cho họ sao? Tuyết Dương biết tôi đang nghĩ gì nên bước tới gần tôi rồi nói, vùng đất quy khư đã bị hư hại nghiêm trọng, ngạo phong quay lại là có thể xây dựng lại được. Có tin gì từ trận bạch hổ không? Tôi hỏi, Tuyết Dương quay đầu nhìn phía tây, lắc đầu nói, vẫn chưa. Quy khư đã như vậy rồi, điều mà tôi bận tâm nhất lúc này tất nhiên là ngạo phong nếu không phải vĩnh giả quân đột nhiên xuất hiện tôi đã sớm tới được phía tây bầu trời rồi bây giờ vẫn chưa có tin gì từ trận bạch hổ tôi không thể kìm được sự lo lắng trong lòng nữa nhanh chóng bay tới phía tây tạ lan nếu bây giờ anh rời đi em sợ thiên đạo sẽ khiến quy khư rơi vào họa diệt phong tuyết dương khuyên nhủ tôi nhìn vùng đất quy khư bị phân tán đổ nát cay đắng nói quy khư trước mắt này còn xứng để thiên đạo ra tay sao nói xong tôi bay thẳng lên bầu trời cửu thiên, cưỡi gió vạn dặm, chỉ trong nháy mắt, phía tây thuộc kim, càng đi về phía tây, càng có thể cảm nhận được sự tác động của tà khí canh kim. Em mờ thanh đao binh và kim qua thiết mã lẫn trong gió mây. Đột nhiên, tôi cảm nhận được một luồng đao ý uy nghiêm. Sau khi dùng thần niệm quan sát kỹ càng, tôi cũng cảm nhận được một luồng khí tức thần niệm cực kỳ quen thuộc. Trái tim tôi rung động, dừng giữa tầng mây, kiếm ý uy nghiêm ấy ngày càng gần, cuối cùng tôi cũng nhận ra thần niệm quen thuộc ấy là ai chính là tạ uẩn cô vô cùng kinh ngạc bởi vì áp lực thần niệm của tạ uẩn đã vượt xa dự đoán của tôi ngay từ đầu tôi đã nói với tuyết dương rằng tạ uẩn mới là ứng cử sáng giá nhất cho vị trí ma đạo tổ sư tiếp theo nhưng tôi không ngờ được rằng nhiều năm không gặp tu vi của tạ uẩn lại tiến bộ nhiều như vậy tôi nhận ra được thần niệm của tạ uẩn tạ uẩn cũng nhận ra được thần niệm của tôi đao khí nhạt dần thầm niệm hội tụ tạ uẩn từ trong mây từng bước tiến về phía tôi một thân giáp đen gò má nhợt nhạt, dung nhan quen thuộc, khí chất lại không còn quen thuộc nữa. Nhìn cô ấy đang đi về phía mình, tôi chợt có ảo giác cô mới chính là ma đạo tổ sư, mà không phải tôi. chương 1364, Huyền Quan Tạo ẩn 2 Tạo ẩn, tham kiến đạo tổ, Tạo ẩn chào tôi, tôi lại không đáp lại. Tôi nhớ tới đêm của nhiều năm về trước, nhớ tới cảm giác cô độc chờ chết ở đảo Vương Phương. Linh hồn non nớt khi ấy, lớn dần lên rồi trở thành như hôm nay. Bây giờ tôi đã làm cha, Nhìn thấy phong thái của tạo ẩn hiện tại, trong lòng cảm thấy được an ủi vô hạn. Tạo ẩn đến từ phía Tây, điều này cho thấy trận chiến Bạch Hổ đã kết thúc. Người chiến thắng chắc chắn là tạo ẩn, bởi vì tôi đã nhìn thấy dòng chữ Bạch Hổ trên mặt Ma Đao. Tạo ẩn, Yến Tháp, Hy Hòa, Ngạo Phong bọn họ sao lại không đi cùng cô? Đạo Tổ, Thủy Kỳ Lân Yến Tháp và Nguyên Phượng Tổ Sư Hy Hòa đã vẫn lạc. Thần hồn của Tổ Long Ngạo Phong đang chữa lành ở trong huyền quan của tôi. Nhắc tới tam đại thần thú hỗn độn. Hai mắt Tạ Uẩn lập tức đỏ lên, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh như xưa. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng sau khi nghe Tạ Uẩn nói ra sự thật, trái tim tôi lại vẫn nhói đau. Yến Tháp hai lần sinh tử, mà Hi Hòa thậm chí còn không có cơ hội niết bàn. Ma đạo đã phải chịu đựng sự mất mát của hai thần thú hỗn độn vĩ đại và cả sức mạnh khai thiên tịch địa. "Đạo tổ, Tạ Uẩn bạo gan, mời đạo tổ vào huyền quan của tôi." Tạ Uẩn nhìn tôi, chân thành nói, "Tại sao, đạo tổ đi rồi sẽ biết thôi." Được huyền quan là nơi quan trọng nhất với những người tu hành. Một khi huyền quan đã vỡ nát, thần hồn không ổn định, thân thể sẽ chết. Tạo ẩn mở ra huyền quan huyệt, trước mặt tôi hiện ra cổng đá cao vút, trên cổng đá viết rõ hai chữ quy khư. Thấy vậy, tôi liền bừng tỉnh bước nhanh vào cổng đá. Phía sau cổng đá là lối vào thế giới huyền quan của tạo ẩn. Từng cái cây ngọn cỏ đều được tái tạo hoàn mỹ quy khư của ngày xưa, ngoại trừ bất chu sơn. Nơi bất chu sơn tọa lạc, giờ có thánh ma sơn. Ma đạo từ khi bắt đầu, muôn mang theo tiếng xấu. Tội của tôi là hành sự chính nghĩa, sao lại gọi là ma? Bây giờ nhìn thấy thánh ma sơn ở huyền quan của tạo ẩn, ma đạo quả nhiên xứng với danh hiệu của nó. Tôi đi về phía thánh ma sơn, từng bước leo lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi, tôi nhìn thấy ngạo phong vẫn đang ngủ. Thân thể trong suốt của ma long vẫn đang hấp thu ma ý từ thánh ma sơn. Thánh ma sơn được bao phủ bởi máu, màu máu như lửa, giống như còn đang cháy. Tôi quỳ xuống nhìn, liền biết một phần máu là của Thủy Kỳ Lân, một phần là của Nguyên Phượng. Không cách nào kiềm nén bi thương trong lòng, bay vòng quanh Thánh Ma Sơn, tìm thấy một vách đá nhẫn nhụi ở phía bắc ngọn núi. Dùng vô thượng kiếm ý dung hợp máu ở đầu ngón tay, cẩn thận vẽ lại cảnh Niết bàn trọng sinh trong liệt hỏa của Nguyên Phượng ngày xưa. Sau khi vẽ xong Niết bàn, tôi lại dùng máu vẽ cảnh Kỳ Lân trọng sinh. Ngay khi hai thần thú hỗn độn vừa hiện ra, tôi liền nhận ra được có hai ý chí mạnh mẽ đang dần thức tỉnh bên trong Thánh Ma Sơn sau đó tôi nhìn thấy nguyên phượng và thủy kỳ lân do chính tay tôi vẽ ra đã có thay đổi đáng kinh ngạc hai thần thú đồng thời mở mắt đối mặt nhìn nhau vẻ mặt khẩn thiết tôi ngơ ngác một lúc cười điên dại rồi bật khóc thiên đạo bên trái ma đạo bên phải ai cũng biết đệ tử ma đạo vạn thế thiên hồng có thể sống lại từ cõi chết linh thức của yến tháp và hi hòa vô cùng yếu đuổi không thể cảm ứng được tôi nhưng lại có thể nhìn nhau sâu đậm như vậy mới không uổng duyên phận số mệnh Tôi tuần tra một vòng quanh huyền quan của Tạ Uẩn, cuối cùng bay ra khỏi thần đình huyệt của cô, đứng trước mặt cô. Tạ Uẩn, cảm ơn cô. Tôi chân thành nói, đạo tổ, cần gì nói cảm ơn, đều là việc Tạ Uẩn nên làm. Cô đã sẵn sàng chưa? Cái gì? Tạ Uẩn hỏi, sau khi tôi rời đi, cô sẽ làm ma đạo tổ sư tiếp theo. Tạ Uẩn sợ không chịu nổi gánh nặng của cờ chiêu hồn. Tạ Uẩn nói, ma đạo đã không còn cờ chiêu hồn nữa, cô cũng không cần gánh vác quá nhiều, cứ tiếp tục tiến lên phía trước. Tôi cũng đã đi suốt một quãng đường như vậy. Tạ quẩn cúi đầu suy nghĩ sâu xa, một lúc sau mới ngẩng đầu hỏi, đạo tổ lúc nào rời đi. Gặp lại con người năm xưa, bước đi trên con đường ma đạo lần nữa, cũng là lúc tôi rời khỏi nhân gian này. Đạo tổ đi đâu, vận mệnh như bàn cờ, chúng sinh như quân cờ. Thiên đạo là đối thủ, tôi tới đánh cờ. chương 1365, Ba Sơn Giã Vũ một. Sau khi nhìn thấy Tạ ẩn thu phục bạch hổ, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, lực lượng quân sự hùng mạnh nhất của thiên đạo ở nhân gian đã hoàn toàn sụp đổ. Vĩnh dạ chi quân bị thương nặng buộc tháo chạy, khiến thiên đạo mất đi một vị tướng tài giỏi khác. Giữa hư không âm u ảm đạm, thiên đạo bị vô số kẻ thù đáng gờm vây kín xung quanh, chặn mọi đường thoát, điều đó có nghĩa là trong thời gian sắp tới. Thiên đạo nhất định sẽ không còn thời gian để vắt óc suy nghĩ chiến lược xâm chiếm nhân gian. Tạo ẩn và tôi trở lại quy khư, nhìn khung cảnh tang lương ở quê nhà khiến lòng của tạ uẩn thắt lại sắc mặt nghiêm nghị từ từ đi vào bên trong tạ ẩn là ma đạo tổ sư tương lai mảnh đất quy khư bị tàn phá bởi chiến tranh chính là phần tài sản thừa kế mà tôi để lại cho cô ấy đạo tổ núi bất chu nằm ở đâu tạ uẩn ngập ngừng hỏi ở trong huyền quan của ta sau trận chiến khốc liệt với vĩnh dạ chi quân quy khư đã không còn núi bất chu nữa rồi sau khi nghe tôi kể tường tận cuộc quyết chiến với vĩnh dạ chi quân tạ uẩn trầm mặc một lát rồi nói có được thanh kiếm núi bất chu, còn đoán sức mạnh chiến đấu của đạo tổ đã đạt đến cảnh giới trí tôn rồi đúng không ạ? Ừ, vậy nên ta buộc phải nhanh chóng rời khỏi nhân gian. Vị diện của nhân gian không đủ sức chứa đựng người sở hữu sức chiến đấu quá cường đại, sở dĩ tôi còn có thể thản nhiên đứng ở đây là vì linh hồn của tôi đã bị thương nặng trong trận chiến với vĩnh dạ tri quân, tạm thời sức mạnh chiến đấu của tôi không đạt đến ngưỡng đỉnh cao. Nếu toàn bộ sức chiến đấu của tôi được khôi phục, nhân gian sẽ không thể còn chỗ cho tôi dung thân, giống như thủy hỏa vượt ngàn dặm xa xôi tới nhân gian nhưng không dám xuất hiện ở quy khư em mờ dương tuyệt diệt vốn có bản chất đối lập chúng sinh một khi bước vào cảnh giới này người đó phải chuẩn bị tinh thần nói lời tạm biệt chúng sinh trừ khi người đó may mắn tìm thấy cơ duyên tái sinh người đó mới có thể trở về nhân gian quy khư hoang tàn ảm đạm mọi thứ đều khô cằn héo úa ma đạo cố gắng xây dựng tạm khu vực lánh nạn cho vạn tộc Tuyết Dương lập trận ngũ hành để điều tiết sinh cơ giải rác phân tán khắp mọi ngóc ngách ở quy khư. Để đối phó với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng, Bắc Minh Tú đã thống lĩnh một đội quân vong hồn ma đạo lẻn vào vùng biển vô tận, săn bắt thú biển để cung cấp khẩu phần ăn cho vạn tộc sinh sống trên quy khư. Tất cả dã thú đều có thể chế biến thành thức ăn khô, nhưng tinh hoa của cây cỏ chỉ đành dựa vào trận ngũ hành của Tuyết Dương mới có thể hấp thụ hơi thở tự nhiên, sinh sôi nảy nở. Không thể tính toán chính xác con số thương vong, nhưng may mắn thay không còn một linh hồn oán hận nào lưu lại ở Quy Khư. Điều này kỳ lạ khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Tuyết Dương nói với tôi, lúc tôi biến núi Bất Chu thành một thanh kiếm, MT đã trực tiếp mở một con đường núi liền biển Minh và Quy Khư. Thân hồn của những người đã hy sinh trong trận chiến, hay là những sinh linh ở Quy Khư có lẽ đã bị MT dẫn độ thông qua địa mạch mới này. Thậm chí, để tiếp nạp sinh hồn của Quy Khư, nữ đế còn đặc biệt xây dựng một thị trận mới ở MT và đặt tên nó là Quy Khư. Tạ Lan, mọi chuyện được giải quyết êm đẹp như hôm nay đều nhờ công đức vô lượng của nữ đế, em nghĩ anh nên trực tiếp đến thần điện U Minh một chuyến, tự mình bày tỏ lòng biết ơn của chúng ta. Tuyết Dương nói, ừm, về phần nữ đế, tôi đương nhiên tự mình sẽ đến thăm cô ấy, vì cái tôi muốn không chỉ là một tiếng cảm ơn đơn giản vậy đâu. Mấy ngày sau, tôi vẫn luôn túc trực ở quy khư, tỉ mỉ quan sát quá trình xây dựng lại quy khư, đồng thời cũng thấp thỏm chờ đợi ngày ngạo phong đang trú tạm trong huyền quan của tạ huẩn thức tỉnh. Tôi còn chưa nói cho Tuyết Dương biết, Tạo ẩn sẽ kế vị tôi làm ma đạo tổ sư, bây giờ cũng chưa phải lúc nói chuyện đó. Những chuyện xảy ra trong trận Bạch Hổ, Tạo ẩn không kể nhiều, chỉ tập trung nâng cao đao pháp của mình. Thật ra thì, so với thảm họa diệt phong mà tôi đã mang đến cho Quy Khư, thanh đao mà Tạo ẩn dùng để giết Bạch Hổ mới là thảm họa thực sự trong Tam giới. Một nhát đao cướp đoạt đi tinh hoa của Tam giới, dù phải mất hết mấy trăm vạn năm cũng khó có thể khôi phục lại tình trạng nguyên vẹn được. Vì điều này trong lòng tạ ẩn luôn cảm thấy tội lỗi, tảng đá đè nặng mãi không buông xuống được, mà tôi lại không biết làm cách nào để an ủi cô ấy. Bởi vì tôi cũng rơi vào trường hợp giống như cô ấy, đều là kẻ tội đồ mang tai họa đến cho chúng sinh. Ý chí của Yến Tháp và Hy Hòa còn lưu lại ở nhân gian, chắc hẳn là tin tốt duy nhất cho ma đạo. chương 1366, Ba Sơn Giã Vũ hai Nó cũng giúp tôi nhẹ nhõm đi phần nào, sau này nếu phải rời khỏi đây tôi cũng có chút yên tâm hơn có sự hợp lực của tam đại thần thú hỗn loạn và tạo ẩn, tôi tin rằng một ngày nào đó quy khư nhất định sẽ quay về cảnh tượng yên bình hoa lệ như xưa. Đến ngày thứ bảy sau tạo ẩn trở về, ngạo phong cuối cùng đã thức tỉnh, bay ra huyền quan tạo ẩn, bắt đầu công việc xây dựng lại địa mạch quy khư. Chúng tôi phải tốn hết 9 ngày làm việc không ngừng nghỉ mới có thể tách biển và đất quy khư, khôi phục nó về trạng thái ban đầu. Mặc dù địa mạch đã được tu sửa, nhưng sinh cơ tàn tạ vẫn cần thời gian dài để tích lũy. Lúc này, tôi bỗng nhớ tới phong thần nếu phong thần vẫn còn ở đây chỉ cần cô ấy sử dụng ngọn gió phục hồi thì tốc độ hồi phục của quy khư sẽ tăng lên gấp trăm lần đáng tiếc từ khi trận chiến trên thiên đình kết thúc đã không còn chút tin tức gì liên quan đến phong thần cũng không ai biết cô ấy đã đi đâu địa mạch đã được sửa chữa nước biển cũng dần dần đã rút đi chỉ còn lại một hố sâu khổng lồ sâu không thấy đáy tạ uẩn và tôi đứng bên mép hố sâu tạ uẩn nơi này có phù hợp không tôi âm trầm hỏi ừ Tạo Uẩn gật đầu, sau khi ta rời đi, con hãy mang núi thánh ma tới đây, để hỗ trợ quy khư chống đỡ mọi khó khăn. Khi nào đạo tổ sẽ rời đi ạ? À? Tối nay, trước khi rời đi, tôi không định sẽ tổ chức một buổi lễ truyền thừa cho tạo ẩn. Bởi vì chuyện này vốn dĩ không cần thiết, chỉ cần núi thánh ma tới, lộ ra hóa thạch kỳ lân và nguyên phược, đệ tử ma đạo tự khắc sẽ biết ai là ma đạo tổ sư. Hơn nữa, cho dù tạo ẩn không thể chứng minh thân phận của bản thân, Ngạo Phong vẫn sẽ làm chứng cho cô ấy. Ngạo Phong vẫn luôn tu luyện bên trong huyền quan của Tạo Hồn, nên cậu ấy biết rõ nhất về cảnh giới cao thâm hiện giờ của Tạo Hồn. Làm điều này chắc hẳn sẽ là một tin sốc đối với những người bằng hữu đã theo tôi suốt cuộc đời, chẳng hạn như A Lê, Lưu Phong Sương, Bắc Minh Thú và những người khác. Tuy nhiên, bản thân tôi đã chứng kiến quá nhiều cuộc chia tay đẫm nước mắt trong đời, nên tôi thực sự không muốn tạo thêm nỗi buồn nào nữa. Đêm nay tôi chỉ muốn nói lời tạm biệt với một mình Tuyết Dương. Đêm buông xuống, bầu trời đầy sao lấp lánh không khí hơi xe lạnh. Tôi đi đến lều quân sự của Tuyết Dương, chưa kịp cất giọng chào hỏi, thì giọng nói trong vắt của Tuyết Dương đã chuyển đến, kèm theo tiếng thở dài xót xa. Anh vào đi, tạ lan. Tôi kéo cửa bước vào và thấy Tuyết Dương mặc bộ quần áo trắng như tuyết, tay cầm một con dao khắc. Chiếc bàn đá trước mặt cô chất đầy các loại ngọc thạch. Giống như cái đêm ở nhiều năm trước, Tuyết Dương lại khắc hàng trăm cấm bộ. Mỗi cấm bộ đều có khắc tên tôi. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện cô ấy, giơ tay mò mẫm những hình khắc trên miếng ngọc. Lời chia tay là lời khó nói nhất, chứ đừng nói đến lời từ biệt. Hai thầy trò chúng tôi dù đã sát cánh bên nhau nhiều năm nay, dù trong lòng luyến tiếc bao nhiêu đi nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ có cơ hội quay nhân gian nữa. Tối nay anh sẽ rời đi sao? Tuyết Sương nghẹn ngào hỏi. Ừm, ngay giây phút nhìn thấy cô ấy mặc bộ đồ trắng, tôi đã biết mình không thể tiếp tục giấu cô ấy được nữa. Nước chảy róc rách, gió tây bắc thổi nhẹ nhẹ, dù ngồi trong lều mà lòng còn lạnh lẽo hơn đứng ở bên ngoài. Áo trắng là đang ám chỉ lời từ biệt, cường giả một đi không trở lại. Tạo ẩn có thể gánh vách được cờ chiêu hồn sao? Đao pháp của tạo ẩn đã đạt tới cảnh giới đỉnh phong, chỉ còn nửa bước là tiến vào cảnh giới âm dương tuyệt diệt, vô địch trong tam giới. Cho dù vĩnh dạ chi quân có gan sông đến đây một lần nữa, thì cô ấy có thể mượn khí số tam giới, để ngăn chặn hắn ta. Còn anh thì sao, bây giờ anh đã đạt đến cảnh giới nào rồi? Chí tôn vậy sao xem ra nhân gian thật sự không giữ được anh nữa rồi tuyết dương thở dài nghẹn ngào nói chắc hẳn tuyết dương bây giờ mới là người đau buồn cô đơn nhất trước đây thùy hỏa đã một đi không trở lại bây giờ tôi lại sắp phải rời đi sát phá lang ngày xưa có ba người sát cánh chiến đấu cùng nhau nhưng cuối cùng chỉ còn lại một mình tham lang ở nhân gian tôi an ủi cô ấy nhưng lại không biết miệng cứ ấp úng không nói nên lời những cấm bộ đặt trên bàn là tình cảm chân thành của cô ấy nhưng tôi đã không còn có thể ôm lấy cô ấy bày tỏ tình yêu của mình như trước. Quân vấn Quy Kỳ vị Hữu Kỳ, Ba Sơn Giả Vũ Trường Thu trì, Hà Đường Cộng Tiễn Tây Song Trúc, khước thoại Ba Sơn Giả Vũ thì sao? Tạ Lan, anh nghĩ chúng ta còn cơ hội gặp lại nhau hay không? Sao chàng hỏi ngày nào về, ta chưa định được. Ở vùng núi Ba, lúc này vào thu, đêm mưa dai dẳng, ao nước ngập tràn. Không biết bao giờ chúng ta cùng chung một ngọn nến bên song cửa tây, để kể lại với nhau nghe về tiếng mưa rơi trong những đêm thu như đêm nay ở vùng núi ba này. chương 1367, tóc rơi như tuyết một. Tuyết Dương hỏi tôi liệu còn có ngày gặp lại không, tôi không trả lời cô ấy ngay, mà nhớ lại nhiều chuyện cũ của lúc trước. Tôi nhớ năm đó khi âm binh đuổi đến để truy sát tôi, tôi hoảng hốt chạy vào trấn dạ du thần đã bịt tai mắt của cả chấn lại, tôi một mình chạy trong hoảng loạn, kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không nghe. Vừa hay đến cuối con đường dài đó, Tuyết Dương xuất hiện trong bộ đồ màu xanh lá, đã ra tay chặn âm binh lại giúp tôi phúc sinh vô lượng thiên tôn, từ khi nào mà người ở MT lại đến nhân gian một cách trắng trợn, không chút kiêng rẻ như vậy. Ngươi là kẻ nào, bần đạo Khương Tuyết Dương, từ đó về sau, ba chữ Khương Tuyết Dương này đã khắc sâu trong lòng tôi, cả đời cũng khó mà quên được. Sau này tôi dần dần biết được trọng lượng của ba chữ Khương Tuyết Dương này, đồng thời cũng nghe được lời nhận xét từ phán quan. Long hổ hành tẩu thành tuyệt hưởng, trung nam sơn hữu Khương Tuyết Dương. Khoảng thời gian bái cô ấy làm sư phụ, học đạo trung nam là khoảng thời gian tự hào đắc ý và nhàn hạ nhất trong cuộc đời tôi dù chỉ hai năm ngắn ngủi nhưng cũng đủ an ủi tôi suốt cuộc đời còn lại tuyết dương đạo pháp uyên bác còn tôi chỉ mới chân ướt chân giáo học đạo nên còn rất ham học khi ấy cô ấy như một người thầy một người mẹ tuy xinh đẹp dịu dàng nhưng trong lòng tôi chưa từng nảy sinh ý nghĩ không phải phép nào tôi tôn kính cô ấy yêu thương cô ấy và càng biết ơn cô ấy sau đó hàng loạt sự thay đổi xảy ra cho đến khi Tuyết Dương không thể bảo vệ tôi được nữa, cho đến khi cô ấy chia tay toàn chân và theo tôi tiến vào hàn hoang. Đệ tử ma đạo trọng tình trọng nghĩa, nhưng Tuyết Dương lại càng coi trọng tình nghĩa hơn ai hết. Ơn nghĩa nuôi dưỡng lúc ở toàn chân nặng tựa như núi, khi cắt bỏ đoạn nghĩa, cô cũng không hề cao hàng mày lại. Từ đó trở đi, tôi tự thầm thề rằng, tôi sẽ không bao giờ để sư phụ mình phải chịu ấm ức, tôi sẽ phục hưng ma đạo và nói cho tất cả mọi người trong thiên hạ biết rằng sự lựa chọn của cô ấy không hề sai. Ma đạo bắt đầu lại từ tay trắng, những gian khổ bên trong khó mà diễn tả. Vô số trận chiến sinh từ tàn khốc đến mức trái tim tôi vẫn đau nhói mỗi khi nghĩ về chúng. So với tùy Hoa mà nói, chiến công của Tuyết Dương không có gì nổi bật, nhưng nếu không có cô làm chỗ dựa phía sau, điều phối cục diện thì Ma đạo lấy gì để chiến đấu? Loạn M Sơn, ngày sát sư, Tuyết Dương chết đi, cả tam giới cùng bi ai. Phán quan MT không thể đặt bút, một tia linh hồn cũng không ai dám thu giữ. Nhưng lúc bấy giờ, vì tôi đang tính tỏa để trị liệu vết thương, nên thậm chí đến cả những di ngôn cuối cùng của cô ấy tôi cũng chẳng nghe thấy. Đến cuối cùng, chính Bác Minh Tú đã thuật lại cho tôi nghe những gì Tuyết Dương đã nói trước khi chết, sau khi ta chết, Thỉnh Cầu Đại Thống lĩnh Bắc Minh phò trợ đạo tổ đạt được đại nghiệp. Mệnh bàn sát phá lang bị phá không có nghĩa ma đạo không còn lối đi khác, đạo tổ trên người còn khí số, bên trong quy khư vẫn còn cơ duyên của ma đạo ta. Khi Tuyết Dương sắp chết, cô ấy vẫn còn lo lắng cho tôi và ma đạo. Sau đó, Ma đạo đã vào được quy khư, tuyết dương thu giữ sinh cơ đất trời, ngưng tụ cơ thể thanh liên mà tái sinh, tạo ra thần điện quy khư và lập lên trận vạn tiên. Không có cô ấy, quy khư sẽ không phồn vinh như vậy, mà đạo cũng sẽ không có đại quân ngàn vạn người. Hy sinh nhiều mà đóng góp cũng nhiều, lại cúc cung tận tụy. Khi đám đệ tử ma đạo hô vang tên thủy hỏa, bọn họ thường quên mất tuyết dương, người luôn đứng phía sau đại quân. Ai không biết, nếu không có tham lang thì lấy đâu ra phá quân? Sau khi Thùy Họa lấy danh nghĩa tử thần trở về thái cổ minh giới, toàn bộ gánh nặng của ma đạo đều rơi lên đầu một mình Tuyết Dương. Tu đạo có thể không ngơi nghỉ không ngủ, Tuyết Dương hầu như không có một giây phút nhàn rỗi, từ sáng sớm đến tối mịt. Chương 1368, tóc rơi như tuyết hai. Mỗi lần tôi từ bên ngoài trở về, ma đạo đều sẽ cho tôi thấy những thay đổi mới. Thân là ma đạo tổ sư, đến nay tôi vẫn còn không nhớ hết tên của rất nhiều chiến tướng, nhưng Tuyết Dương đều nhớ như in tên của mỗi một người để khi tạc bia anh hùng, cô không cần hỏi thông tin ai cả, thậm chí còn viết ra tiểu sử của họ rõ như ban ngày. Cả đời này tôi đã nợ rất nhiều người, người tôi nợ nhiều nhất không ai khác ngoài Tuyết Dương nữa. Tôi chưa bao giờ cho cô ấy một ngày an ổn kể từ khi bước ra khỏi hàn hoang, có lẽ những năm tháng ở trong huyền quan của tôi là khoảng thời gian cô ấy nhàn nhã nhất. Cảm xúc thật của Tuyết Dương khi bên trong huyền quan được bộc lộ rõ nét, cô trở về bản chất thật của mình như một cô thiếu nữ, nhưng một khi vừa bước ra khỏi huyền quan cô lập tức đeo lên mặt nạ của một tham lang. Khi đó tôi ngày đêm mong đợi Tuyết Dương sớm sẽ sống lại, nhưng bây giờ tôi chỉ hận thời gian cô ấy ở trong huyền quan của tôi quá ngắn. Tuyết Dương luôn nói cô ấy không muốn gì nhiều, kỳ thực đây không phải ý nghĩ thật sự của cô, mà bởi vì cô biết thứ tôi có thể cho đi cũng không có gì nhiều. Tôi có mối tình sâu đậm với Thủy Họa, mộ dung thì tôi lại kết duyên trên đá tam sinh. Tôi có thể nhường một chỗ trống trong tim cho Kim Hà, nhưng lại không thể chứa thêm cô ấy được nữa bởi có những người phải dành cả cuộc đời để bảo vệ họ và yêu thương họ bằng tình cảm chân thành nhất. Tuyết Dương, cắt tóc cho anh đi. Sau khi trở thành ma đạo tổ sư, tôi chưa cắt tóc thêm lần nào nữa, ba ngàn phiền não đều là nhân quả giữa tôi và ma đạo. Một khi tôi cắt đứt được tất cả, thì có nghĩa là tôi đã cắt đứt nhân quả giữa tôi và ma đạo. Kể từ lúc biết tôi và cô ấy sắp phải tạm biệt nhau, vẻ mặt Tuyết Dương vẫn luôn rất bình tĩnh. Tuy nhiên, sau khi nghe tôi nói lời này, tuyết dương cuối cùng cũng không thể kìm nén được nỗi buồn trong lòng nữa vẻ mặt nhanh chóng thay đổi vội vàng lùi ra xa tôi khuôn mặt đầy áp sự hoảng loạn thậm chí trong ánh mắt nhìn tôi còn mang theo một chút sự cầu xin tạ lan đệ tử ma đạo vạn thế thiên hồng em không cầu xin anh trở về nhân gian gặp lại em em chỉ mong anh bất luận là ở đâu vẫn luôn là đệ tử ma đạo có được không tuyết dương bật khóc như mưa một cảnh tượng khiến người khác nhói lòng mà tôi chưa từng trông thấy nhưng tôi đã quyết tâm nếu muốn toàn tâm toàn ý quyết chiến với thiên đạo thì tôi không thể có nửa điểm dính líu đến nhân gian nữa điều quan trọng nhất là lúc đó tôi đã nhận ra rằng có thể mình sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa tôi không dám nhìn vẻ mặt buồn bã của cô ấy mà ngồi trên ghế quay lưng về phía cô tuyết dương vẫn luôn khóc một cách kìm nén tiếng khóc càng lúc càng nhỏ cuối cùng cô ấy tiến đến phía sau tôi cởi bỏ mũ quan trên đầu tôi đêm tối tĩnh lặng tóc xanh như tuyết tôi nghe thấy tiếng tuyết rơi không biết đã qua bao lâu tôi nghe tuyết dương lên tiếng xong rồi tôi đứng dậy quay người lại nhìn tuyết dương nước mắt trên mặt cô ấy đã khô từ lâu trên mặt không còn dấu vết gì của sự đau buồn khi xưa anh theo em vào toàn chân tóc anh cũng dài như vậy ừm anh vẫn còn trẻ tuổi và anh tuấn như xưa tuyết dương cười nói tóc của tôi được tuyết dương buộc lại cẩn thận rồi đặt lên bàn gần như che kín toàn bộ mặt bàn tôi biết rằng sau khi tôi rời đi đây sẽ là những nhớ nhung cuối cùng của cô ấy không thể kìm nén được cảm xúc trong lòng nữa, tôi dùng lực kéo tuyết dương ôm vào lòng và hôn tạm biệt cô ấy một cách mãnh liệt. Tôi ôm cô ấy chặt đến mức như muốn hòa cô ấy vào thân thể của mình. Tuyết dương nhiệt tình đáp lại, như thể nụ hôn kéo dài mãi mãi. Tôi quên mất thời gian, tôi quên mất sự chia ly, dường như toàn bộ đất trời chỉ còn lại tôi và cô ấy. chương 1369, tặng bia thất sát một. Nụ hôn say đắm với tuyết dương, thực sự là sự tình cảm sinh ly tử biệt bao nhiêu sự dịu dàng ấm áp của mình tôi đều muốn cho hết cho cô ấy và cô ấy dường như đã đoán trước được tương lai của tôi nán lại rất lâu hôn tôi cho đến khi miệng chảy máu hôn tôi cho đến khi nước mắt chảy dài trên gương mặt ánh trăng xuyên qua cửa sổ treo nghiêng một chút thấy đêm dài sắp sửa đến gần chúng tôi cuối cùng cũng tách ra anh hứa rằng sẽ tổ chức đám cưới hoành tráng cho a lê bây giờ anh đi như vậy không sợ a lê sẽ oán hận anh sao tuyết dương hỏi tôi sau nụ hôn sâu môi cô sưng tấy tuyết dương trông vừa bi thương lại vừa quyến rũ anh thà rằng con bé oán hận anh cả đời lưu phong sương thì sao hồ tộc thanh khâu anh cũng không định từ biệt họ à còn có bác minh tú du hiệp tướng quân của chúng ta tuyết dương là lúc anh phải đi rồi tôi ngắt lời cô ấy khi nào anh rời khỏi nhân gian đợi khi anh gặp mặt với thần ma tam giới ngắm lại quỹ đạo cuộc đời mình lần cuối rồi sẽ rời khỏi nhân gian vậy có đến quy khư lần nữa không tôi hơi lắc đầu anh tàn nhẫn đến vậy sao tuyết dương vừa khóc vừa hỏi tôi không trả lời cô ấy nữa mở cửa bước ra ngoài không muốn kinh động đến bất cứ ai tuyết dương lấy tay bịt miệng mình lại dù nước mắt có trào ra cũng chỉ có thể kìm nén để không bật khóc thành tiếng tôi há lại không như vậy mộ dung có thần cách của thái cổ chiến thần thùy họa lại có cơ thể khôi cương ngay cả kiêm hà cũng là một ma quân của một thế hệ trong số những tình yêu của đời tôi chỉ có tuyết dương là mạnh mẽ nhất và cũng mong manh nhất nhân gian không có tôi không biết cô ấy sẽ cô đơn đến nhường nào tạ lan tuyết dương gọi lớn tên tôi lần cuối tôi quay người lại nhìn cô ấy cúi người thật thấp hành lễ gọi cô ấy một tiếng sư phụ tạ lan nếu như không thể gặp lại chúc anh sẽ chết một cách xứng đáng câu nói này xuất phát từ lời chia tay của kiếm sĩ chu thế hào và vợ thời nam tống đúng vậy chỉ cần không chết thì chúng ta sẽ luôn gặp lại nhau sự chia ly thực sự không phải bị ngăn cách bởi trăm sông ngàn núi mà là một người sống và một người chết một người tồn tại còn một người tan vào hư không. Tuyết Dương không phải kẻ ngốc, cũng không dễ bị lừa như vậy, cô ấy vẫn luôn biết quyết tâm của tôi, cũng như số phận bên trong huyền quan của tôi. Thiên đạo là vô địch, điều cuối cùng tôi có thể đặt cược là huyền quan của tôi, sử dụng sức mạnh của huyền quan mà đồng quy vô tận với thiên đạo. Huyền quan mất rồi thì tôi cũng không còn nữa. Tôi cúi đầu thật sâu để tỏ lòng thành kính với tình yêu của đời mình, rồi xoay người bay về phía hàm cốc quan. Giải tần lĩnh, hàm cốc quan, tổ đình nhân đạo. Hàm cốc quan nằm trong nhân gian lại không thuộc về nhân gian, bản thân nó đã hình thành thế giới riêng. Khi những người bình thường đến thăm dãy núi tần lĩnh, họ sẽ không bao giờ tìm thấy lối vào hàm cốc quan. Sau khi liên tiếp trải quan trận chiến với huyền vũ bắc cực, thanh long thiên đình, khí số nhân đạo bị tổn thương nặng nề, nhân khẩu suy giảm. Đông vương công chiến tử, cả thiên hạ đều buồn thay. Thần hồn tứ nhạc đại đế đã hợp nhất với hồn núi, cho đến ngày nay vẫn không thể tách rời, ngũ khí chân quân đã mất hai người, tứ đại nguyên soái thì nằm lại ba vị. Thiên sư Trương Đạo Lăng trước tiên bị huyền vũ đánh bay hồn phách, sau khi khôi phục lại bị thanh long đánh tan nhục thân, hiện tại chỉ còn lại tàn hồn, bị phong ấn trong dưỡng hồn điện của bát cảnh cung. Nhân đạo chịu liên tiếp hai trận huyết chiến, chớp mắt đã trôn vùi cơ nghiệp dài ba ngàn năm. Thu hoạch lớn nhất chính là Tây Vương mẫu lấy sát thân chứng đạo, bà đã tu được cơ thể canh kim vô thượng, chiến lực đã được nâng lên ngang tầm với thái cổ thần vương mà cũng chỉ dừng ở cấp độ thái cổ thần vương, kém xa so với công chúa Đắc Kiều sau khi chém đầu rồng ngưng tụ ra được long mẫu trí tôn. Tiên đạo có công chúa Đắc Kiều, mà đạo có ma đao tạo ẩn, nhân đạo chỉ có một thần vương là Tây Vương Mẫu. Trong số tam giới nhân gian ngày nay, nhân đạo đã không còn đủ sức cạnh tranh với ma đạo và tiên đạo nữa. Từ kẻ mạnh nhất, rơi xuống thành kẻ yếu nhất, tuy nhiên, nhân đạo yếu đuối là vậy nhưng đã giành được sự tôn kính của tam giới nhân gian, bởi vì điều khiến họ suy yếu không phải là sự cạnh tranh giữa các đạo môn với nhau, mà là thiên đạo. Sau khi cắt đi mái tóc dài và thay bộ đạo bào màu đen tượng trưng cho ma đạo tổ sư, tôi đứng ở lối vào hàm cốc quan và bị các đệ tử nhân đạo chất vấn. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, dám hỏi danh tính đạo hữu là gì? Tạ nhị, chương 1370, tặng bia thất sát 2. Đệ tử nhân đạo cao mày, rất rõ ràng là họ chưa từng nghe qua cái tên này, ngay lúc họ đang định tra hỏi thêm, tạ lưu vân đã ngự kiếm bay từ trên đỉnh núi xuống sau khi lứ thuần dương chết tây vương mẫu lại không có ý định làm nhân đạo tổ sư nên chức vị nhân đạo tổ sư đương nhiên được giao lại cho tạ lưu vân bái kiến đạo tổ bái kiến đạo tổ tạ lưu vân xuất hiện các đệ tử nhân đạo đều hành lễ chào ông ta nhưng ông ta chỉ đi thẳng về phía tôi tôi không còn là người vớt xác bên bờ sông đàm cửu long nữa tạ lưu vân cũng không còn là hành tàu tiêu giao của long hồ sơn nữa dưới áp lực của thiên đạo Mọi sinh vật đều sống trong nỗi sợ hãi vô tận. Trải qua hai trận kịch chiến, trên mặt Tạ Lưu Vân rõ ràng đã già đi rất nhiều, khóe mắt đã có nếp nhăn. Việc tu luyện có thể giúp dung nhan trẻ mãi, nhưng những người tu hành chân chính thì không bao giờ cố tình làm điều đó. Bởi vì thời gian chỉ làm mờ mắt con người, không thể lừa dối được trái tim của chính họ. "Đi nào." Tạ Lưu Vân bình tĩnh nắm lấy tay tôi, thân mật như thể ông là anh trai tôi. Không nói gì quá nhiều, tôi và Tạ Lưu Vân nắm tay nhau lên núi. Sau khi vào tổ đình nhân đạo, điều đầu tiên tôi làm là đến điện anh linh để bái lại đạo đức thiên tôn, đông vương công và tất cả các anh hùng của nhân đạo, sau đó đi theo tạ Lưu Vân để gặp Tây Vương Mẫu. Tạ Lan, ta biết người tới đây là muốn từ biệt ta, nhưng ta hy vọng người có thể gặp được Tây Vương Mẫu, bà ấy có chuyện muốn nhờ ngươi. Trong kim điện Vương Mẫu, Tây Vương Mẫu mặc một bộ chiến giáp màu vàng, hiển nhiên là đang đợi tôi. Tố nữ dương hồi, bái kiến ma đạo tổ sư, Tây Vương Mẫu hành lễ với tôi đây là lần đầu tiên tôi nghe tên thật của tây vương mẫu trước đây tôi chỉ biết bà ấy tên giao quỳnh thấy bà ấy hành lễ tôi nhanh chóng đưa tay ra đỡ vương mẫu miễn lễ tạ lan là vãn bối không thể nhận đại lễ của vương mẫu tạ lan ngươi đừng khiêm tốn nữa nếu ngươi không xứng đáng nhận hành lễ của vương mẫu thì trên đời này sẽ không có ai nhận nổi nữa tạ lưu vân nói ba người ngồi xuống rơi vào im lặng trong phút chốc trong lòng tôi muốn chia tay tạ lưu vân sớm đã đoán được nhưng lại không đành lòng chỉ ra vương mẫu có việc muốn cầu xin chỉ là bà không biết nên mở lời như thế nào im lặng một lát tạ lưu vân lên tiếng trước khi nào ngươi đi khi nhân quả với nhân gian bị cắt đứt thì sẽ rời đi tôi đáp lời tạ lưu vân thoạt tiên nở một nụ cười sau đó nụ cười dần nhạt đi nghiêm túc nói ngươi trời sinh đã đa tình đoạn tuyệt nhân quả với nhân gian là chuyện khó khăn với ngươi làm khó ngươi rồi nếu đã quyết đi đi càng nhẹ nhàng càng tốt tôi nói không biết ma đạo tổ sư sẽ đi đâu tây vương mẫu không biết mục đích đến đây của tôi nên đã hỏi tạ lan muốn rời đi đương nhiên là muốn tiến vào ván cờ vận mệnh đối nghịch thiên đạo tạ lưu vân thay tôi trả lời không biết vì sao vương mẫu muốn gặp ta tôi hỏi tây vương mẫu lần nữa đứng dậy hành lễ với tôi và nói xin đạo tổ hãy truyền dạy đạo sát phạt vương mẫu tu thái sơ kiếm ý còn ta tu hỗn độn kiếm ý hỗn độn và thái sơ là hai cực của kiếm đạo chỉ sợ không dạy được người cái gì tạ lan ngươi hiểu lầm rồi. Tạ Lưu Vân nói, ồ, thứ vương mẫu muốn học không phải là kiếm đạo, mà là đạo sát phạt canh kim. Sau khi tạo ẩn phong ấn bạch hổ, đã độc chiếm khí tức canh kim trong thiên hạ. Vương mẫu là muốn nhờ ngươi ra mặt giúp một ân tình. Tây vương mẫu là một nữ tiên canh kim, bà dùng kiếm nhập đạo, dung hợp với sát phạt canh kim, mới đạt được thành tựu hiện nay. Kiếm đạo của bà đã đạt đến giới hạn trong nhân gian, nếu muốn nâng cao chiến lực của mình, bà chỉ có thể bắt đầu với khí canh kim. Bây giờ, Tam Đạo đã thân thiết như một gia đình, tôi đương nhiên sẽ không từ chối yêu cầu này. Thấy tôi đồng ý, Tây Vương Mẫu đưa ra một ngọc quyết, tôi dùng ngón tay thay đao khắc một dòng chữ lên đó. Vương Mẫu thu lại ngọc quyết, sau khi nhìn dòng chữ trên ngọc quyết, bà cúi thấp người với tôi. Tạ Lan, người thật hào phóng, người thật sự tặng một tấm bia thất sát cho Vương Mẫu. Tạ Lưu Vân nói với vẻ mặt cảm kích, Quỷ Thần Minh Minh, tự tư tự lượng, có thể giúp một phần lược cho nhân đạo là vinh hạnh của ta. Tôi tự nghĩ rằng mình không để lại gì nhiều trong nhân gian, đã không truyền lại phù chú, lại không khai mở kiếm phái mới nào. Chẳng qua được bao nhiêu năm nữa, e rằng tôi cũng chỉ là một cái tên, một khoảng lịch sử ghi chép trong đạo tàng mà thôi. Việc tặng một bia thất sát cho Tây Vương Mẫu có thể coi là để lại một chút nhớ thương cho nhân đạo, để lại một chút thiện duyên cho ma đạo sau này. chương 1371, Tạm biệt nữ đế 1 Sau khi tặng cho Tây Vương Mẫu một tấm bia thất sát, Vương Mẫu đã lập tức rời đi và đến quy khư, Bên trong đại điện chỉ còn lại mỗi tôi cùng Tạ Lưu Vân. Lúc ngươi còn chưa đến đây, ta đã dùng kiếm lục nhậm M Dương suy đoán ra được nhân gian sẽ xảy ra chuyện lớn, nhưng không ngờ lại là ngươi lại sắp sửa rời khỏi nhân gian." Tạ Lưu Vân nói, "Ta lại tài đức gì mà có thể khiến kiếm lục nhậm M Dương suy đoán thành chuyện lớn trong thiên hạ?" Tôi cười khẩy trả lời, "Tạ Lan, ngươi đừng quên mệnh của ngươi có được như thế nào, người không giấu được ta đâu." "Ồ, ông lại biết được những gì vậy?" Tôi tò mò hỏi ta biết ngươi có một tòa huyền quan, tôi im lặng không đáp, một lời này của tạ Lưu Vân quả thực đã nói trung át chủ bài của tôi. Thật ra mà nói, tôi có dũng khí quyết chiến với thiên đạo, thứ dựa vào không phải là hỗn độn tam kiếm đạo, cũng không phải thân phận đứa con của vận mệnh, mà là huyền quan của tôi. Ngay cả bản thân ta cũng không biết huyền quan của mình là gì. Sau một hồi im lặng, tôi lên tiếng đáp, vậy nên ta muốn đưa ra một lời thỉnh cầu trước khi ngươi rời đi. Thỉnh cầu gì, mở huyệt thần đình, cho ta vào bên trong huyền quan của ngươi. Tôi không trả lời ông ấy ngay lập tức, tôi biết rõ tạ Lưu Vân không có ác ý với tôi, chỉ là tôi không muốn khai mở huyền quan của tôi trước mặt ông ấy mà thôi. Huyền quan là thứ quan trọng nhất đối với mỗi người tu hành, thậm chí còn quan trọng hơn cả mạng sống của chính mình. Hơn nữa, trong huyền quan của tôi còn ẩn giấu những bí mật quan trọng, hai thái cực mà U Huỳnh và Trúc Chiếu đã thiết lập nên, cùng vô danh ở trung tâm, còn chim thần Chu Tước vẫn còn ở trong huyền quan của tôi. Ngươi không tin tưởng ta, Thấy tôi trầm mặc một lúc lâu, Tạ Lưu Vân hỏi: "Ta tin vào bản thân mình hơn." Tôi trả lời, Tạ Lưu Vân thở dài một hơi, vẻ mặt thất vọng. "Tôi biết tôi đã làm ông ấy thất vọng, nhưng tôi thực sự không muốn ông ấy bước vào huyền quan của tôi. Nếu như là Khương Tuyết Dương và Thùy Hỏa cùng đưa ra yêu cầu tương tự với tôi, tôi sẽ không chút do dự mà đồng ý, nhưng đây lại là Tạ Lưu Vân, tôi không muốn. Những người được bước vào huyền quan của tôi đều là những người cùng sống chết với tôi." Tạ Lưu Vân sẽ không vì tôi mà chết, vậy nên tôi mới không muốn để ông ta tiến vào huyền quan của tôi. Tôi từ chối yêu cầu của Tạ Lưu Vân, ý định từ biệt của tôi cũng thể hiện rất rõ, tôi đứng dậy chào tạm biệt ông ấy. Tạ Lan, người biết rõ ta không có ý xấu, ta chỉ muốn biết khi người quyết chiến với thiên đạo có được bao nhiêu cơ hội chiến thắng. Tạ Lưu Vân nói, ừ, ta biết chứ, nếu ngươi đã biết, tại sao vẫn không cho ta vào? kiếm lục nhậm em mờ dương của ta có lẽ có thể giúp ngươi khám phá ra bí ẩn bên trong huyền quan của ngươi giúp ngươi có thêm cơ hội chiến thắng khi quyết đấu với thiên đạo ngươi không hiểu đâu cái gì chứ tạ lưu vân hỏi tôi không trả lời lời ông ấy tôi bước ra khỏi thần điện và bay về phía bắc tạ lưu vân thật sự không hiểu nếu hiểu được ông ấy chắc chắn sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy những người khác đặt hy vọng vào sự sống nhưng tôi đặt hy vọng vào cái chết hơn nữa Bí ẩn bên trong huyền quan của tôi không phải là điều mà ông ta có thể phá giải, cũng không thể bị phá giải. Một đường đi về phía bắc dẫn đến Hoàng Tuyền, nửa ngày sau tôi đã xuất hiện ở MT. Từ đường Hoàng Tuyền, Quỷ Môn Quan, Vọng Hương Đài, Cầu Nại Hà, Sông Vong Xuyên, Đá Tam Sinh. Cuối cùng là Thần Điện U Minh, ở nhân gian tôi còn có thể giấu thân phận, che mắt mọi người nhưng ở MT thì tôi không thể che giấu được ai. M binh quỷ tướng gặp suốt dọc đường, từ xa trông thấy tôi đã hành lễ, không ai dám tiến tới hỏi thăm. 3.000 năm trước, phá quân sách đao xuống MT, một đao chém đôi sông Vong Xuyên. 3.000 năm sau, một trận ở quỷ môn quan không biết thủy hỏa đã chảm sát bao nhiêu âm binh quỷ tướng. Trong trận chiến quy khư, Châu Khất đã huy động 2.000 vạn đại quân, sau đó lại thả ra ngàn vạn ác quỷ ở địa ngục, gần như toàn bộ đều chôn thây ở quy khư. Trường 1372, tạm biệt nữ đế khai. Vào ngày Châu Khất phản loạn, thùy họa trong cơ thể của khôi cương đã xuất hiện ở nhân gian một đao chém xuyên qua vỏ ngoài của huyền vũ và giết chết châu khất giờ đây bên trong 18 tầng địa ngục còn có đệ tử ma đạo tôi ám hắc chi long liễu chi nhung chân áp có thể nói ma đạo chưa bao giờ thua trong trận chiến với mt vậy nên mà nói thì mt sao lại không e rè trước mt cho được tất nhiên tất cả những điều này cũng có liên quan đến sự dung túng của cửu u nữ đế với ma đạo nếu không có sự bảo vệ của nữ đế mà đạo thậm chí đến hàn hoang còn không bước khỏi được, chứ đừng nói đến chuyện có được như hôm nay. Nữ đế dung túng ma đạo không phải vì niệm tình MT, mà vì bà biết rằng nhân gian cần ma đạo, mà phần lớn MT đều là tay sai của thiên đạo. Bên trong thần điện U Minh, nữ đế hai tay ôm kiếm, lặng lẽ ngồi trên đệm cói đợi tôi. Phía trước mặt nữ đế có đặt một tấm đệm cói khác, tôi bước tới và ngồi xếp bằng. Khi ánh mắt chạm nhau, nữ đế cười ngốc nghếch, ngươi đang cười gì vậy? sao ngươi lại có thể ngây thơ như ông ấy vậy? Khi đó ông ấy không được đạo giáo dung thứ, mới tức giận cởi bỏ đạo kế sao, chuyển qua 10 năm tản tu. Sao búi tóc của người theo đạo, nghe bà ấy nói vậy, tôi cũng cười. Nữ đế bệ hạ, hôm nay ta tới đây là để từ biệt. Ngươi không cần nói, cô cũng biết rằng nhân gian không thể chứa được ngươi nữa, cũng như năm xưa nhân gian không thể chứa chấp ông ấy vậy. Đúng vậy, ông ấy đã đồng quy cùng thiên địa, ta hy vọng ngươi có thể quay trở về. Nếu không thì, không có hai người các ngươi, nhân gian này cũng có phần quá vắng lặng rồi. Đúng là có chút tịch mịch, nhưng nhân gian không có Phật gia đối với ta mà nói thì cũng tịch mịch như vậy. Nữ đế cười nói, tên tiểu tử nhà ngươi, trái ôm phải ấp, còn nuôi dưỡng một đôi trai gái, uy nhi chẳng qua cũng chỉ là một tia phân thần của cô thành hình. Thật không ngờ đến hôm nay nhà ngươi vẫn nhớ mãi không thôi, ngươi cũng quá là đa tình rồi. Tôi cũng cười, nhắc đến Phật gia chỉ vì không muốn có thêm một cuộc chia tay buồn bã với nữ đế mà thôi tuy nhiên bà ấy rõ ràng nghĩ thông suốt hơn tôi sau này tôi mới biết sở dĩ nữ đế không một chút buồn bã là vì bà cũng có suy nghĩ giống tôi trời diệt chúng sinh chúng sinh diệt trời nữ đế lý nên vì nhân gian mà quyết chiến với thiên đạo vì vậy với người khác thì tôi có thể dùng từ chia tay nhưng với nữ đế tôi và bà ấy chắc chắn sẽ còn gặp lại khi ván cờ đi đến bước cuối cùng chi nhung bây giờ như thế nào rồi tôi hỏi cô ấy còn có thể thế nào nữa gần như toàn bộ năng lượng hắc ám của 18 tầng địa ngục đã bị một mình cô ấy hấp thụ hết. Tạ Lan, về điều này thì cô thực sự bội phục ngươi, chọn đệ tử thì cô e là cả tạ mạt lăng cũng chẳng bằng ngươi. Lúc đầu, mà đạo có thể đột ngột trỗi dậy, thứ dựa vào chính là ngũ đại thiên tôn, ai nấy cũng thủ đoạn thông thiên. Ngươi thì hay rồi, thuộc hạ dưới chướng nhiều như mây trời, hai người vợ, một người là thái cổ chiến thần, một người sở hữu cơ thể khôi cương. Tạ mạt lăng cũng không tệ, ông ấy có một phá quân sát phạt tam giới, còn người khác là nữ đế chủ quản lục đạo luân hồi uy lực chẳng kém bao so với thái sơ tử thần nghe câu nói đùa của tôi như vậy nữ đế hiếm khi đỏ mặt cũng ửng hồng gò má tạ lan trước khi ngươi đi ta có một thỉnh cầu ngươi cũng muốn vào huyền quan của ta tôi hỏi còn ai đề xuất thỉnh cầu này nữa à tạ lưu vân vậy ngươi có đồng ý không nữ đế gấp gáp hỏi dồn không có vậy thì tốt huyền quan của ngươi không được để người ngoài nhìn thấy yêu cầu của cô cũng không phải là vào huyền quan của ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể mở huyệt thần đình, cho phép cô truyền thêm một tia lực lục đạo luân hồi vào bên trong. Tại sao thế? Tôi hỏi, trời diệt chúng sinh, kết quả cuộc chiến với thiên đạo khó mà lường trước được, nếu có thể lưu lại một tia sức mạnh của lục đạo luân hồi bên trong huyền quan của ngươi, thì cũng có thể xem như đã để lại cho chúng sinh một tia sinh cơ. Nữ đế đáp, chương 1373, thời khắc đoàn tụ sắp tới một. Sau khi từ biệt nữ đế, Tôi lại bay từ Sơn Hải Quan tới Hàn Hoang. Thảm họa Thiên Đạo diệt thế đã ảnh hưởng toàn nhân gian, nhưng bất kể ở đâu đi chăng nữa, nhân tộc vẫn phải cố gắng tiếp tục sống những ngày tháng bình thường. Sự khác biệt lớn nhất giữa con người và động vật là con người biết suy nghĩ. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, có sự lựa chọn chính xác và an toàn nhất cho bản thân mình. Khi thảm họa bất ngờ ập đến, các loài động vật chỉ còn cách tự sát tập thể, chẳng hạn như cá voi mắc cạn và linh dương nhảy khỏi vách đá nhưng con người tuyệt đối không từ bỏ mạng sống dễ dàng như vậy. Con người sẽ chọn cách quên, cố gắng quên cũng là một trong những quy luật sinh tồn tất yếu. Thành phố Thanh Khâu chìm trong một màu u tối, lạnh lẽo và hoang tàn, rừng phong đỏ dưới chân núi đã nhuốm đầy máu tươi. Trận chiến giã tiên thảm khốc, thùy hỏa tóc bạc trắng xóa nền trời sau khi chém một đao, theo sau là mũi tên nhanh như tia chớp của A Lê, bắn hạ cờ chiến trong tay liễu như thị. Đại quân giã tiên đồng thanh hộ hoa hoàng, từ đông nam đến tây bắc, hai đại thiên tôn ma đạo lần lượt hưởng ứng lời kêu gọi cảnh tượng thê lương sau những cuộc chiến đẫm máu trong quá khứ vang vọng trong thức hải của tôi sau khi rời hàn hoang tôi đến núi khổng minh ở phía nam tân cương nhớ lại lần đầu tiên tam đạo hợp sức chiến đấu với cổ ma bách lý thu khi đó vì để giết cổ ma tôi đã từ hủy huyền quan cũng từ lúc đó lần đầu tiên tôi cảm nhận được điểm đặc biệt độc nhất vô nhị của huyền quan trận chiến ở em sơn chính là cuộc thảm sát tàn khốc nhất chưa từng thấy trước đây